mà dựa vào đó thì có thể chế tạo ra các cấu trúc 3D có kích thước micro hoặc là nano của vật liệu polymer tự hủy sinh học, dùng cho các cái ứng dụng trong y khoa cũng như là trong cấy ghép sinh học. Và với rất nhiều là những cái kết quả bài báo mà được công bố trên những cái tạp chí rất là nổi tiếng như là Science hoặc là Nanotechnology hoặc là BNAS, thì anh đã được đạt được nhiều cái giải thưởng rất quan trọng, chẳng hạn như là giải những nhà khoa học trẻ xuất sắc dưới 35 tuổi của MIT, hoặc là giải NIH Trailblazer Award for Young Early Investigator, vân vân. Thì hôm nay thì rất vui mừng diễn đàn IVNet đã mời được anh Thành sẽ đến với chúng ta trong một cái bài phát biểu. Thì giống như mọi lần thì diễn đàn IVNet sẽ có khoảng cứ mỗi tháng sẽ có khoảng hai bài sẽ mời các cái học giả xuất sắc ở trong lĩnh vực Material Science ở khắp nơi trên thế giới, người Việt Nam giới thiệu với các bạn về 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 các cái nghiên cứu hoặc là cái kinh nghiệm nghiên cứu của họ ở trên thế giới. Thì hôm nay thì anh Thành đến với chúng ta qua cái bài bài nói chuyện với cái tựa đề là Smart Biocradle Polymers at Small Scale for Medical Applications. Thì phần giới thiệu đến đây là hết. Tiếp theo xin nhường lại lời cho tiến sĩ Nguyễn Đức Thành ạ. Mời Thành. Rồi, cảm ơn Sơn, cảm ơn Việt Nam Materials Network. Thì rất là vui được có cái dịp này để mà san sẻ với mọi người cái những cái nghiên cứu ở trong lab mà đặc biệt là UConn mà nhóm đã làm trong vòng 4 đến 5 4 năm vừa rồi. Thì thực ra là thực ra đây là lần đầu tiên sau 12 năm từ lúc mà rời Việt Nam thì mình mới bắt đầu trình bày một cái bài nói chuyện bằng tiếng Việt. Cho nên là có rất là nhiều các cái thuật ngữ cũng như là các cái thuật ngữ chuyên ngành, đặc biệt là lĩnh vực y khoa với sinh học. Thì mình xin phép là mình sẽ phải dùng tiếng Anh, bởi vì là mình không thể hiểu được là tiếng Việt nó sẽ phải dùng những thứ gì để dịch. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức để mà có thể giải thích được cho các bạn bằng tiếng Việt. Thì nếu mà có ai đấy mà đang đang xem cái slide này thì mình cũng cũng nếu mà người đấy là không phải là người Việt Nam ấy thì mình cũng sẽ để những cái title bằng tiếng Anh, bằng English và cũng nói chung là tất cả những cái từ ở trên slide sẽ bằng English và mình sẽ cố gắng là trình bày bằng tiếng Việt để cho mọi người có thể hiểu được cái bài trình bày, vì đa phần những cái người nghe sẽ là người người Việt Nam. Thì để bắt đầu bài nói chuyện ấy, thì mình muốn giới thiệu một chút về trường Đại học Connecticut. Thì Connecticut là một cái tiểu bang tương đối là nhỏ của Mỹ, có lẽ là nhỏ thứ tư hoặc thứ năm gì đấy. Và chính vì thế nên là UConn hay là University of Connecticut thì là một cái trường đại học rất là lớn của cả cả bang. Hầu như là nếu mà các bạn đến Connecticut thì các bạn sẽ thấy là đi đâu sinh viên cũng sẽ đeo trước ngực, rất nhiều người là sẽ mặc áo UConn, bởi vì là hầu như là đến 40.000 người là sẽ affiliated with UConn, tức là sẽ có làm một cái gì đấy với trường đại học UConn. Đấy là một cái trường đại học rất là lớn, lớn nhất của bang. Thì UConn có rất là nhiều cái cơ sở, nó có trường luật, trường engineering, trường về kỹ thuật, trường về y học, nó có cả một cái bệnh viện. Thì các bạn về cả về business school, tức là trường về kinh doanh, và MBA, rất nhiều các cái ngành nghề đào tạo khác nhau. Thì hai cái trường lớn của hai cái campus là lớn nhất của UConn ấy, thì là School of Engineering và School of Medicine. Thì ở trên slide là các bạn có thể thấy được là ở phía trên đấy là cái main campus, tức là cái headquarter, tức là cái office chính của UConn, tức là ở ở phía trên. Thì đấy bao gồm có School Business, School Engineering. Thì xa xa các bạn có thể thấy được cái mái vòm kia chính là một cái nhà thi đấu thể thao.
mà UConn rất là nổi tiếng, đặc biệt là về basketball, là 5 lần liên tiếp vô địch basketball về bóng bóng rổ. Còn hình ở dưới là các bạn thì thấy đấy là cái hospital, tức là cái bệnh viện của trường, và đồng thời ở bên cạnh bệnh viện ấy là một cái viện nghiên cứu, một cái cơ sở nghiên cứu về medical research. Thì lab của mình là làm rất là nhiều với School of Medicine với lại các cái UConn Health. Thì chính vì thế nên mình muốn show cho các bạn thấy được là hai cái địa điểm mà hầu như là những các bạn ở trong lab là hàng ngày là đi qua đi lại để mà làm, vừa làm device, vừa làm thiết bị, vừa làm vật liệu, máy móc và thiết kế thí nghiệm ở trường School of Engineering. Và khi mà làm thí nghiệm trên chuột hoặc là có những cái làm thí nghiệm về động vật ấy, thì thường là mình sẽ đến cái hospital cái phía dưới, cái ảnh phía dưới để mà mình làm những cái thí nghiệm đấy với các cái với những cái giáo sư khác, hợp tác với những cái giáo sư khác. Thì UConn là một cái trường public school. Ở bên Mỹ thì nó có private school, ví dụ như Harvard, MIT, Yale, những trường lớn như vậy thì nó gọi là private school, bởi vì nó không trực thuộc state. Còn UConn là public school, nó trực thuộc state. Thì overall những cái trường private school thì thường nó sẽ funding nó sẽ rất là nhiều, bởi vì là những cái alumni hoặc là những cái học sinh mà học những trường đấy, người ta đóng tiền rất là nhiều. Còn public school thì nó sẽ có subsidy, tức là sẽ có một cái phần hỗ trợ của state, cho nên là học sinh sẽ đóng ít tiền hơn. Tuy nhiên là về mặt research thì có rất là nhiều public school rất là làm nghiên cứu rất là tốt. Và UConn là ở top 63, thì các bạn biết là US News Ranking thì nó rất là tương đối thôi, bởi vì hầu như ở Mỹ, thực ra mình đã học qua những cái trường rất là lớn hoặc làm việc ở những cái trường rất là lớn, thì đa phần là ở Mỹ các trường đại học trừ những trường quá quá là ở trên top như là Harvard, MIT hoặc là Princeton thì những trường còn lại đa phần là rất là ná giống nhau. Và quan trọng của một cái người làm research, thực ra nó không phải cái môi trường rất là quan trọng, thực ra nếu một người giỏi và biết cách làm việc thì thực ra ở đâu, mình nhận thấy là ở đâu cũng có thể có được những cái sinh viên rất là tốt, những cái bạn sinh viên rất là tốt và có thể giúp mình làm được, và có thể hầu như có thể làm tốt hơn, even tốt hơn cả những cái trường nổi tiếng khác. Thì đấy là UConn, đấy là sơ lược qua trường đại học Connecticut. Thì mình bắt đầu làm việc từ năm 2016. Đây là cái building mà mình lấy ở trên Google Image. Nó rất là cũ, nó building này rất là cũ. Thì từ 2016 thì mình bắt đầu nhận lab ấy, thì rất là thú vị đấy là mình nhận một cái lab, mình làm việc ở trong khoa cơ khí Mechanical Engineering, là cái khoa đầu tiên, là cái main department của mình. Thì mình bắt đầu làm việc ở Mechanical Engineering và nhận một cái lab. Như các bạn thấy trên hình là hầu như nó không có một cái gì về gọi là biomedical research cả, bởi vì thực ra nó là combustion lab, tức là làm về những cái thứ mà nó liên quan đến những động cơ hoặc là máy móc chẳng hạn. Thì mình đã làm ở trong cái lab này tầm một năm, thì lúc đấy lab tầm 3 đến 4 người, có một bạn postdoc, một bạn làm sau tiến sĩ, hai bạn làm PhD, và một bạn nữa là undergrad, tức là cái mức độ gọi là đại học, college. Thì bắt đầu từ năm 2017 lab bắt đầu chuyển qua một cái khu vực mới, và hiện tại thì đây là cái building mà lab đang hiện tại đang làm việc, bắt đầu từ 2017, và nó chuyên dụng cho biomedical research, những cái nghiên cứu về y và sinh học. Thì bạn có thể thấy được là hai cái red boxes mà mình để ở trên kia là cái khu vực mà lab của mình có. Có lẽ lab mình là một trong hai cái lab mà lớn nhất ở đó, về mặt gọi là square feet, tức là về mặt diện tích. Bởi vì là lab mình cũng tương đối là đông, hiện tại thì có, nếu mà làm chính thức thì có 11 người, bao gồm 4 bạn làm sau tiến sĩ, tức là postdoc, và có 7 bạn làm PhD, có 7 bạn làm tiến sĩ, và có rất 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 nhiều những cái bạn khác làm về undergraduate, tức là những cái bạn mà ở cái mức độ gọi là đại học, mình cũng không thể đếm xuể được, có thể là 20 hoặc là 18 bạn gì đó. Như vậy là các bạn ấy thực ra rất là on off, vì các bạn cần phải học bên cạnh làm research thì các bạn phải học.
Thì chính thức là có 11 người và làm coi như full time as a researcher ở trong lab. Thì chính vì thế là lab rất là lab cần phải có một cái space rất là lớn để mà có thể host được tất cả 11 bạn. Và đây là cái bên trong của lab thì nó tương đối là typical, tức là tương đối là đặc trưng cho một cái lab làm về công nghệ sinh học. Thì các bạn thì thấy ở đây là cái hành lang, ở đây có những cái freezer như là những cái thiết bị để mà lưu trữ những cái thiết bị làm lạnh như kiểu tủ lạnh vậy, nhưng mà nhiệt độ rất là thấp hơn tủ lạnh rất là nhiều. Và đây có cả cold room, tức là những cái phòng lạnh để mà chứa những cái thiết bị chứa những cái đồ về làm về sinh học, làm về cell, làm về tế bào, làm về mô. Ở đây là làm hood để làm về hóa chất. Đây là cell culture room, tức là cái phòng để mà làm về nghiên cứu về cell, về tế bào, về mô, về cấy ghép mô, và đây là cái phần chính của lab, tức là chủ yếu làm về thiết bị, device, làm về những cái vật liệu, process vật liệu. Thì bởi vì cái đây là cái talk về materials, về vật liệu, cho nên là mình cũng sẽ nói rất là nhiều về vật liệu, bởi vì lab cơ bản là vẫn dựa trên những cái vật liệu người ta gọi là vật liệu sinh học mà mình cố gắng làm nào để đưa nó, implant nó, cấy ghép nó vào trong cơ thể và giúp nó tương thích được với cơ thể, cũng như làm được những cái chức năng mà mình mong muốn để mà mình có thể ứng dụng nó trong cái lĩnh vực y và sinh học. Ok, đấy là một cái phần giới thiệu rất là sơ lược về lab, và hy vọng là nếu mà các bạn muốn biết thêm chi tiết ấy, thì các bạn có thể là nhìn ở trên search trên website của lab, thì lab có một cái website để giới thiệu các cái thành viên của lab, cũng như là các nghiên cứu, cũng như là các cái publication. Thì với cái buổi nói chuyện hôm nay ấy, thì chủ yếu là mình sẽ giới thiệu một vài các cái nghiên cứu thôi, bởi vì không thể trình bày hết tất cả những nghiên cứu ở trong lab được, vì mình làm lab có rất là nhiều các project khác nhau, và có tầm 11 bạn thì cũng tầm từng đấy cái project, tầm 11 cái project, và rất là làm ở các cái lĩnh vực rất là khác nhau. Thì hy vọng hôm nay mình chỉ tập trung nhiều về mảng vật liệu và cái phần gọi là manufacturing, tức là làm thế nào để mà chế tạo ra các cái vật liệu cũng như các cái thiết bị từ các cái vật liệu đấy cho các cái ứng dụng về mặt y và sinh học. Ok, mình muốn các bạn là rất là feel free, tức là rất là tự do để có thể interrupt mình và hỏi bất cứ lúc nào mà các bạn muốn. Thì không biết như thế có được mà Sơn? Nếu mà bạn nào có câu hỏi thì có thể raise hand ở trong phòng Zoom ấy, thì mình mình sẽ mở cho bạn. Ok, great. Yeah, thế vậy Sơn sẽ giúp mình moderator, còn moderator là moderator nhé. Còn khi nào bạn cứ hỏi thoải mái, bởi vì mình muốn là đây xem như một cái informal discussion, tức là một cái cuộc thảo luận rất là vui vẻ với nhau thôi, chứ không cần phải quá serious về mặt khoa học. Cho nên là cứ thoải mái mà interrupt mình bất cứ lúc nào. Ok, có thể dừng mình bất cứ lúc nào và hỏi bất cứ câu hỏi gì. Thì như các bạn có lẽ là đã biết, đến là ở trong giải phẫu, ở trong y học ấy, thì một cái vật liệu được dùng rất là nhiều để mà close up cái wound, tức là để mà hàn gắn vết thương chẳng hạn, hoặc là khi mà bác sĩ phẫu thuật mở ra một cái opening, một cái muscle nào đấy ở trong cơ thể, thì lúc mà phẫu thuật xong ấy, thì phải đóng vết thương lại, thì lúc đấy cần rất là nhiều các cái vật liệu tổng hợp polymer, synthetic polymer, mà để làm ra các cái chỉ tự tiêu, và nó có khả năng là giúp mình hàn gắn các vết thương, và sau một vài ngày thì cái loại chỉ tự tiêu này nó sẽ tự động nó phân hủy ở trong cơ thể, và nó hầu như là không có bất cứ một cái harmful effect, là một cái tác dụng phụ nào, hoặc là một cái gì đấy mà gây ảnh hưởng đến cơ thể cả. Thì thực ra mình cũng đã từng phải làm phẫu thuật, mình đã từng làm phẫu thuật đầu gối để mà chữa một cái ligament, một cái dây chằng ở trong đầu gối. Thì khi mà mình làm phẫu thuật xong ấy, thì và vài ba ngày sau thì cái sợi chỉ tự tiêu nó sẽ tự biến mất. Và lúc đấy mình rất là ngạc nhiên và rất là thích thú với cái vật liệu này, vì mình thấy được là tại sao mình có thể kỳ diệu đến như thế, mọi người có thể chế tạo ra những cái vật liệu mà nó có thể tương thích được với cơ thể.
Và tại sao nếu mình có thể sử dụng cái vật liệu này, mình có thể shape nó, tức là mình có thể làm biến đổi hoặc transform nó thành những cái loại vật liệu, thành những cái dạng hay là những cấu trúc hay là những cái hay là cho nó những cái chức năng đặc biệt khác, thì có thể là mình có thể làm được rất nhiều thứ hơn based on cái dựa trên cái vật liệu nền tảng của cái trí tự tiêu này. Và đấy chính là cái nghiên cứu mà thực sự là nó drive mình, tức là nó làm cái động lực để cho nhóm cũng như là để cho cái research group của mình phát triển và dựa trên cái nền tảng cái loại vật liệu này để mà làm rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau về mặt cơ bản cũng như về mặt ứng dụng cho y và sinh học. Thì trên màn ảnh của các bạn ấy, đấy là một cái loại chỉ tự tiêu, và đa phần các loại chỉ tự tiêu này nó làm bằng những cái loại polymer tổng hợp. Thì một trong những cái polymer mà nhóm rất là làm rất là nhiều là polylactic acid, tức là nó là một cái loại polymer làm từ những cái monomer, những cái cấu trúc rất là nhỏ của một cái acid rất là nhẹ, nó gọi là lactic acid, và nó có khả năng phân hủy thành khí cấp CO2 hay là thành các cái carboxylic group, là những cái loại acid rất là nhẹ mà cơ thể mình có thể đào thải sau khi mà nó tự tiêu được ở trong cơ thể. Thì dựa trên cái vật liệu này thì lab làm rất là nhiều thứ khác nhau. Giống như mình đã nói với các bạn là hiện tại là lab làm hầu như là 11 bạn, thì là 11 cái project, có thể là nhiều hơn 11 cái project, một bạn có thể làm 2-3 cái project. Thì lab có những cái nghiên cứu về làm sử dụng cái loại vật liệu này để làm ra những cái thiết bị mà nó có khả năng đưa vaccine, là đưa drug, đưa thuốc vào trong cơ thể ở những cái thời điểm khác nhau với những cái liều lượng mà mình có thể kiểm soát được. Và đấy là một cái lĩnh vực, một cái lĩnh vực rất là lớn của y khoa, tức là làm nào để nó gọi là control drug delivery, làm nào để drug có thể đưa vào đúng chỗ, đúng nơi, đúng thời điểm, đúng liều lượng. Thì đấy là một cái big question của cái field. Cái lĩnh vực thứ hai mà lab làm ấy là chế tạo ra những cái loại vật liệu, những cái artificial tissue, tức là những cái mô nhân tạo dựa trên cái framework là vật liệu tổng hợp polymer này, và có thể kết hợp với những cái tế bào gốc hay là kết hợp với lại những cái chất hóa học khác nhau, những cái biochemical cues hoặc là những cái kích thích về mặt cơ học hay là về mặt điện học để mà có thể tạo nên những cái mô sinh học mà có thể thay thế được những cái mô hay những cái tế bào mà hoặc là những cái cơ quan mà nó bị hư hỏng ở trong cơ thể. Và cái lĩnh vực thứ ba đấy là sử dụng cái vật liệu này để chế tạo ra những cái thiết bị implant, là những cái thiết bị có khả năng đo đạc những cái thông số y học rất là quan trọng ở trong cơ thể, để mà có thể giúp phát hiện ra những disease về những bệnh hoặc là có thể giúp để facilitate hay là để giúp cho đưa tạo nên một cái chức năng rất là đặc biệt, ví dụ như là đưa thuốc vào trong đưa thuốc xuyên qua những cái rào cản về mặt sinh học chẳng hạn, về những cái bio barrier trong cơ thể chẳng hạn. Thì cái vật liệu mình rất là một cái dạng vật liệu rất là đặc biệt mà lab làm rất là nhiều, đấy đó là nó gọi là piezoelectric materials, tức là một cái vật liệu về có tính áp điện, tức là mỗi khi mà giống như là các bạn đang thấy ở trên slide, tức là mỗi khi mà các bạn apply một cái force vào trong một cái vật liệu thì nó sẽ tạo nên một cái xung điện. Thì với cái loại vật liệu này ấy, người ta gọi đấy là smart materials, bởi vì nó có thể dùng được cho rất là nhiều các cái thứ, nó có thể dùng để làm cảm biến, có thể dùng để làm đầu dò sóng siêu âm, hoặc là có thể dùng để tạo nên sóng siêu âm, hoặc là dùng nó để làm những cái transducer rất là đặc biệt để mà có thể chuyển đổi các cái tín hiệu từ điện sang cơ và từ cơ sang điện. Thì năm 2012 khi mình làm PhD thì mình làm rất nhiều với một loại vật liệu áp điện, nó gọi là PGT. Thì đây là một cái loại gốm, nó là một cái loại ceramics, nó rất là brittle. Thì nhóm cũng làm rất là nhiều thứ ở trên màn hình mà các bạn thấy được, là mình có thể làm những cái chip mà nó rất là flexible, nó gọi là flexible electronics, tức là những cái chip điện tử mà nó có khả năng, mặc dù nó làm bằng gốm, mặc dù gốm bình thường nó rất là brittle đúng không ạ, nên nếu như mà các bạn break gốm thì nó sẽ vỡ ra rất là nhiều mảnh, nhưng mà mình vẫn có thể transform, mình có thể
biến đổi cái loại gốm đấy thành những cái vật liệu nó rất là flexible bằng cách là làm thu nhỏ lại thành những cái vật liệu nano chẳng hạn. Thì mình có thể đưa cái vật liệu này interface, tức là mình có thể ghép nó, integrate nó, tích hợp nó với lại các cái cơ quan nội tạng được, bởi vì các cơ quan nội tạng trong cơ thể hầu như rất là mềm, rất là soft, và các cái thiết bị electronics thì thường nó rất là bulky và rất là rigid. Và khi mà mình làm ra những cái loại vật liệu mà nó khả năng flexible và nó rất là mềm như này, thì cái tương tác giữa hai cái loại, giữa thiết bị, giữa device, giữa thiết bị và cơ quan, nó trở nên một cái gọi là một cái action interface, một cái conformal interface, một cái tương tác nó rất là hầu như là giống như kiểu là thiết bị, nhưng thực ra nó có tính chất cơ học giống như là một cái organ vậy. Nhưng mà một cái drawback, tức là một cái shortcoming, một cái điều rất là khó tránh khi sử dụng các cái loại gốm này, đấy là nó bao gồm các cái vật liệu rất là không tương thích với lại cơ thể, tức là nó incompatible với lại the body. Ví dụ như PGT chẳng hạn, thì PGT nó rất là có tính áp điện rất là tốt, nhưng mà đồng thời nó chứa những cái nguyên tố ví dụ như chì, nó có khi mà nó phân rã trong cơ thể chẳng hạn, thì nó gây rất là nhiều các cái tính chất độc hại của cơ thể. Và chính vì thế nên là khi mà mình bắt đầu cái lab ở UConn, thì câu hỏi đặt ra đấy là làm thế nào để mình có thể sử dụng các cái loại vật liệu trong chì tự tiêu để mà transform nó, để mà biến đổi nó thành những cái vật liệu áp điện. Và khi mà mình có thể làm được như vậy thì hầu như nó open up, nó mở ra rất là nhiều các cái cơ hội, các cái opportunities để mà mình có thể ứng dụng cái vật liệu này cho các cái lĩnh vực y học và sinh học khác nhau, và có thể tạo ra một cái gọi là một cái huge impact, một cái ảnh hưởng rất là lớn cho cái sự tích hợp giữa cái vật liệu áp điện với lại là các cái ứng dụng các cái lĩnh vực y và sinh học. Thì cái ứng dụng đầu tiên mà mình muốn trình bày đấy là sử dụng cái chỉ tự tiêu vật liệu áp điện có tính chất tự phân hủy, sử dụng các cái chỉ tự tiêu trong y khoa để mà làm ra các những cái cảm biến sinh học, giống như các bạn có thể thấy được ở trên màn hình, là nó vừa flexible, nó vừa mềm, nó vừa có khả năng tạo nên các cái điện áp khi mà bạn khi mà bạn apply một cái force, hay là một cái lực nào đấy vào trong cái con chip này. Eli là first grad student, tức là cái bạn làm tiến sĩ đầu tiên ở trong lab, thì bạn ấy là phụ trách làm cái research về cái loại về cái cảm biến áp điện này. Và cái work này thì Kutra cũng đã publish ở trên PNAS 2018, thì mình sẽ nói rất là sơ qua thôi. Thì đầu tiên đấy là các bạn biết là cơ thể của con người nó rất là kỳ diệu. Hầu như đấy là có lẽ là cái cỗ máy phức tạp nhất của tự nhiên, đúng không ạ? Nó không chỉ bao gồm có những cái tính chất về mặt điện, ví dụ như bạn biết là neurons, những cái tế bào thần kinh nó communicate, nó giao tiếp với nhau bằng cách là nó gửi ra những cái xung điện. Nhưng đồng thời nó cũng là một cái system, một cái hệ cơ học, đúng không? Tim mình đập, phổi mình cũng di chuyển đó liên tục, và mình thở ra, tất cả những cái tính chất cơ học và những tính chất điện hầu như là nó sẽ kết hợp với nhau, nó thực ra nó là một, bởi vì khi bạn có những cái tín hiệu cơ học thì cũng có những cái tín hiệu điện học, và đồng thời những cái tín hiệu này nó cũng báo hiệu cho cơ thể của mình có những cái gì đấy bất ổn chẳng hạn. Ví dụ như là ở mắt chẳng hạn, thì rất là nhiều người bị glaucoma, tức là những cái bệnh mà khô mắt, bệnh đục tinh thể, hình như là thế, mình không rõ lắm về mặt tiếng Việt, nhưng mà những cái bệnh về mắt như này có rất là nhiều trường hợp, đấy là cái áp suất ở trong mắt nó tăng lên rất là cao và nó cần phải đo đạt cái áp suất đấy, vì nếu mình cứ để hoặc là làm một cái gì đấy để mình có thể reduce, mình giảm đi cái áp lực đấy, nếu không thì nó sẽ phá hủy mắt. Hoặc là trong não chẳng hạn, những người bị chấn thương sọ não, sau khi bị chấn thương có rất nhiều người nó không có triệu chứng gì cả, nhưng thực ra trong não dần dần theo thời gian thì có những cái máu nó bị tụ lại, hoặc là những cái máu nó bị rỉ ra, và nó tăng dần cái áp lực ở não, và nó gây ra đến một cái mức độ nào đấy, nếu mình không có một cái dụng cụ
gì đấy để mà đo đạc những cái áp lực ở não, hoặc thì nó có khả năng là nó có thể làm vỡ những cái tế bào ở não nếu mà cái áp lực đấy nó quá là lớn. Và chính vì thế nên là những cái tín hiệu về mặt cơ học này, những cái áp suất, những cái áp lực, những cái nội áp này nó rất là quan trọng để mà các bác sĩ cần phải liên tục monitor nó, đặc biệt ở trong những cái người bệnh giống như là các bạn thì thấy trên slide, thì các bác sĩ, các doctor phải liên tục monitor nó. Nhưng mà hầu như cái cách mà ở trong y khoa mà mọi người làm để mà monitor những cái áp lực này là sử dụng những cái, nó gọi là những cái silicon tube, là những cái ống nhựa mà nó tiệt trùng, mọi người làm ra và tiệt trùng nó, và hầu như là đưa nó trực tiếp vào trong những cái nội tạng, ví dụ như não, hoặc là bên ảnh thứ hai đấy là trong bladder, tức là cái bàng quang chẳng hạn, ví dụ đo những cái áp lực ở bên trong ổ bụng chẳng hạn, khi mà một người bị mổ ra, khi mà phẫu thuật ấy, thì thường là những cái người mà phẫu thuật ở bụng ấy, thì cái nội áp ở bụng nó tăng rất là nhiều, và người ta phải monitor, người ta phải kiểm soát cái nội áp đấy bằng cách là đặt các cái ống silicone này vào trong những cái bàng quang để mà đo các cái áp lực đấy. Thì bạn thấy được là những cái ống này nó rất là invasive, nó rất là tức là cơ thể mình nó sẽ rất là khó chịu khi mà đưa những cái ống này vào trong cơ thể, và đặc biệt đấy là những cái monitor mà nó diễn ra trong vài ba ngày như này, thì khi mà bạn take nó ra, khi mà bạn lấy nó ra khỏi cơ thể, thì đây là một cái ảnh ví dụ thôi, minh chứng thôi, đấy là ví dụ chỉ cần một cái chip rất là nhỏ thôi, các bạn implant nó vào trong cơ thể, và cái giai đoạn mà bạn lấy nó ra ấy, thì hầu như là nó sẽ damage, tức là nó sẽ bị nó sẽ gây ra những cái tổn hại rất là lớn ở cho những cái tế bào xung quanh. Cho nên the idea, cái ý tưởng đấy là tại sao mình không sử dụng cái vật liệu chỉ tự tiêu, và làm nếu mà mình có thể biến đổi nó thành những cái vật liệu áp điện, làm nên những cái sensor, những cái cảm biến mà nó đưa vào trong cơ thể, nó đo đạc những cái tín hiệu cơ học, những tín hiệu điện này, và sau đấy là nó có khả năng tự tiêu và mình không cần phải phẫu thuật để mà lấy nó ra khỏi cơ thể nữa. Và những cái cảm biến này nó tương đối là nhỏ, nhưng nó cũng không thể tạo nên những cái ảnh hưởng rất là lớn của những cái mô xung quanh. Thì đấy chính là cái ý tưởng mà lab là nhóm mình thực hiện, sử dụng cái loại polymer, một loại polymer dùng rất là nhiều cho chỉ y khoa, đấy là PLA. Nó là một cái loại polymer ở trong cái family của cái PLA mà mình đã giới thiệu ban đầu. Thì thực ra đây cũng là một cái phát hiện rất là tình cờ thôi, bởi vì khi mình bắt đầu làm thì mình cũng rất là muốn là làm nào để sử dụng một cái loại vật liệu đấy nó rất là tương thích với cơ thể, đồng thời nó có tính chất áp điện. Thì khi mình bắt đầu nhìn và đọc rất là nhiều các cái tài liệu khác nhau, thì mình phát hiện nó được là thực ra dựa trên cái cấu trúc của cái loại vật liệu sử dụng cho chỉ tự tiêu PLA này, thì nó có thể có những cái tính chất áp điện rất là interesting, rất là thú vị. Thì bởi vì đây là cái diễn đàn về vật liệu, cho nên mình sẽ nói một chút về mặt science, về mặt khoa học, để giải thích cho các bạn được là vì sao cái loại vật liệu này nó có thể trở nên là vật liệu áp điện. Thì PLA là một cái polymer mà nó tạo nên những cái monomer bởi cái lactic acid, mà cái các bạn thấy là nó tạo nên bởi oxy, carbon và hydrogen, đúng không? Thì cái thành phần mà tạo nên cái tính chất áp điện ấy, đấy là cái Cl double bond ở đây, đấy là một cái covalent bond mà oxy nó và carbon nó có những cái điện tích khác nhau, và chính vì thế nó phân cực. Giữa C và O nó có một cái sự phân cực, tức là một cái giống như là cái oxy nó sẽ positive, nó sẽ nhiều điện tích dương hơn là carbon nhiều điện tích âm hơn chẳng hạn. Vì thế nó có một cái sự phân cực từ carbon đến oxy. Và khi các bạn mà nhìn dọc theo cái chuỗi polymer thì thực ra nó là neutral, tức là các cái thành phần phân cực thì nó sẽ cancel lẫn nhau, thế nó sẽ không tạo nên một cái sự phân cực tổng mà nó khác không được.
Nhưng mà nếu mà các bạn áp dụng một cái shear force, tức là một cái lực cắt, ở trong tiếng Việt tôi nghĩ là mình nghĩ đấy là một cái lực cắt, thì các bạn sẽ thấy được các bạn có thể tạo nên một cái trạng thái mà nó không còn neutral nữa, nó không còn bị trung lập nữa, mà ở đấy các bạn sẽ tạo nên một cái net polarization, tức là một cái phân cực tổng hợp ở trên toàn các cái chuỗi polymer này, để nó có tạo nên một cái gọi là điện cực, một cái điện thế giữa phía trên và phía dưới của cái chuỗi polymer. Và cái cách mà các bạn có thể sử dụng cái loại polymer này để bạn tạo nên một cái sự phân cực trên toàn cái polymer đó là các bạn làm nên rất là nhiều các cái tinh thể. Các bạn phải tạo nên các cái tinh thể, bởi vì polymer nếu mà bỏ tất cả những cái sợi polymer này với nhau ấy, mà ở cái dạng nó gọi là amorphous, tức là cái sợi polymer nó sẽ một cách ngẫu nhiên nó sẽ phân bố ở trong một cái không gian ấy, thì tất cả những cái loại cái sự phân cực này nó sẽ bị cancel out. Nhưng mà nếu mà các bạn có thể tạo nên những cái cấu trúc tinh thể, tức là những cái cấu trúc mà nó có sự sắp xếp, nó có một cái alignment, một very good alignment, thì hầu như là các bạn có thể tạo nên ở mỗi cái tinh thể này, các bạn có thể tạo nên một cái net polarization, tức là một cái điện thế ở trong mỗi cái tinh thể này. Và khi các bạn align các cái crystal này, thì bọn nó sẽ tạo nên một cái, khi trên toàn cái vật liệu đấy, polymer đấy, nó sẽ tạo nên một cái điện thế, một cái voltage, khi mà các bạn apply force, khi ứng dụng lực vào trong đấy. Thì bỏ qua các cái gọi là cái quá trình mà bọn mình đã làm thí nghiệm để mà có thể tạo nên các cái cấu trúc tinh thể mà nó có cái khả năng align như này, thì cái giai đoạn đấy thì thực ra cũng đã publish rồi. Thì một khi các bạn đã làm được những cái vật liệu này, thì mình có thể tích hợp nó với những cái loại vật liệu mà có khả năng tự tiêu khác, chẳng hạn như là sử dụng chính cái vật liệu đấy để là làm cái gọi là encapsulation, tức là một cái vỏ bọc bên ngoài của cái sensor chẳng hạn, và sử dụng molybdenum là một, hoặc là magnesium, tất cái metal, các cái kim loại mà sử dụng rất là nhiều cho các cái implant, và tất cả những cái vật liệu mà sử dụng để làm cái sensor này thì mọi người đã dùng nó trong y tế, đã cho trong phẫu thuật, và đã chứng minh được là tất cả những cái vật liệu này rất là tương thích với lại cơ thể, và tất cả những vật liệu này đều có khả năng tự tiêu hủy ở bên trong cơ thể. Thì khi mà mình ghép tất cả những cái vật liệu lại với nhau ấy, và cái phần màu xanh này chính là cái phần vật liệu áp điện, vật liệu polymer áp điện mà mình đã trình bày cái nguyên lý khoa học cũng như là cái cách mà lab đã làm để mà có thể tạo nên được cái piezoelectric này, thì các bạn sẽ thấy được là bạn có thể tạo nên những cái sensor, những cái cảm biến. Cái màu đỏ, cái tín hiệu màu đỏ chính là cái tín hiệu từ cái sensor mà lab làm, và cái màu đen là tín hiệu từ cái sensor mà bọn mình mua ở ngoài chợ, tức là ngoài market, những cái commercially available sensor, để mình có thể thấy được là cái tín hiệu mà cái sensor mình làm thì ra nó không khác gì với những cái tín hiệu mà được bán ra bên ngoài và dùng rất là nhiều cho các cái ứng dụng y tế khác nhau. Nhưng mà một lần nữa, đấy là các cái commercial sensor này đều là những cái thiết bị nó rất là cồng kềnh, nó rất là bulky và nó không hề có khả năng tự tiêu. Trong khi đấy thì cái sensor mà bọn mình làm ra, các bạn sẽ thấy được là nó có khả năng tự tiêu, tức là over the course of time, theo thời gian ấy, từ ngày thứ tư đến ngày 28, ngày 56, thì bạn thấy được dần dần các cái sensor này nó có khả năng tự phân hủy ở trong cơ thể, và mình có thể kiểm soát được cái lifetime, tức là cái thời gian mà cái sensor nó work ở trong cơ thể, để mà đưa ra, nó có thể giúp mình tạo nên những cái tín hiệu rất là reliable để mình có thể đo đạt được những cái áp lực nội áp ở trong cơ thể ở cái thời gian mà mình có thể kiểm soát được. Thì đây là một cái demo, một cái slide, một cái số cái data mà mình đã publish cái bài PNS 2018. Thì một trong những cái demo mà bọn mình làm đấy là implant nó vào trong một cái abdominal cavity, tức là một cái khoang bụng của một con chuột, và khi con chuột ấy nó thở, thì bạn sẽ thấy được là mình có thể đo được những cái tín hiệu thở của con chuột đấy lúc mà nó còn sống, và sau khi mà con chuột ấy nó bị mất, tức là nó chết, thì mình sẽ thấy được là tín hiệu nó suppress, tức là nó không còn có cái tín hiệu thở nữa.
Thì đây có thể là một cái cách để mà sử dụng, để mà ứng dụng để đo đạc những cái bệnh về về phổi chẳng hạn, ví dụ như một người bệnh bị khó thở, một cái những cái lung obstructive disease, tức là những cái bệnh chẳng hạn như là bệnh ví dụ như asthma chẳng hạn, một rất là khó thở, thì mình có thể đo đạc được những cái tín hiệu từ phổi khi mà một người bệnh có khả năng cảm cứ có tức là bị mất cái khả năng có thể thở được, hoặc là cái nhịp thở nó bất bình thường chẳng hạn, thì mình có thể đo đạc được những tín hiệu đấy. Thì đây chỉ là một cái ứng dụng thôi. Thực ra trong lab làm rất là nhiều thứ khác nhau về cái sensor này, nhưng mà ở đây thì mình không, vì thời gian cũng như là không tiện để nói ra, thì là mình sẽ hẹn các bạn một dịp khác. Ok, cái ứng dụng thứ hai, một cái project thứ hai, đấy là sử dụng các cái vật lực áp điện này để tạo nên những cái mô sinh học, những cái cơ quan artificial organ hoặc là artificial tissue mà mình có thể sử dụng những cái kích thích về mặt cơ học để mà hoặc là điện học hoặc là electrical stimulation để mà làm tăng cái khả năng mà nó giúp cơ thể có thể tự tái tạo được những cái cơ quan mà bị hư hỏng ở trong cơ thể. Thì cái nghiên cứu này được thực hiện bởi một bạn sinh viên khác của lab, đấy là Ritopa, một bạn người Ấn Độ. Thì để giới thiệu sơ qua về cái ứng dụng của cái vật liệu này vào trong cái lĩnh vực y học tái tạo, thì có lẽ là một vài bạn có thể biết, hoặc là cũng có thể một vài bạn chưa biết. Thì ở trong y học ấy có một cái lĩnh vực rất là lớn, nó gọi là tissue engineering, tức là một vài các cái kỹ sư cố gắng làm y học giống như mình chẳng hạn, thì người ta đã nghĩ ra được một cái phương pháp rất là kỳ diệu, đấy là có thể tạo nên những cái cơ quan hay những cái mô giả, không phải giả mà là những cái mô mà mình có thể tự làm được ở trong phòng thí nghiệm để mà có thể thay thế được những cái mô bị hư hỏng ở trong cơ thể chẳng hạn. Ví dụ như các bạn có thể tưởng tượng được là ví dụ một cái miếng sụn, hoặc là một miếng xương, hoặc là một cái miếng cơ ở trong cơ thể của con người nó bị hủy hoại bởi một cái accident nào đấy, hoặc là một cái căn bệnh nào đấy, nó hủy hoại một cái phần cơ hoặc một cái phần sụn hoặc phần xương nào đấy, thì các bạn có thể sử dụng những cái vật liệu polymer tổng hợp, giống như là những cái vật liệu mà sử dụng cho chế y khoa tự tiêu ấy. Có thể cấy ghép cell, những cái tế bào lên trên cái vật liệu đấy, hoặc là dùng những cái tế bào gốc của chính cơ thể con người để mà đưa vào trong cái vật liệu này, và sử dụng những cái biochemical cues, tức là những cái chất hóa học hoặc là sinh học, hoặc là những cái kích thích về mặt vật lý để mà có thể giúp các cái cell này những cái tế bào gốc nó có thể tự nó ở trên cái scaffold này, trên cái nó gọi là cái scaffold, giống như một cái khung vậy, để nó có thể tạo nên, nó có thể tự biến đổi và nó tạo nên chính cái cell của cái cơ thể người bệnh, của cái mô đấy, của cái miếng xương hoặc là miếng sụn hoặc là của cái miếng da đấy, để nó có thể tạo nên những cái tế bào ở những cái mô giả hoặc những cái cơ quan artificial organ để mà mình có thể lắp ghép vào trong cơ thể. Thì đây là một cái scheme hay là một cái approach mà nó rất là phổ biến của tissue engineering, và nó rất là quan trọng, bởi vì các bạn thì tưởng tượng được là khi một cái cơ quan nội tạng ở trong cơ thể nó bị hư chẳng hạn, thì cái việc mà lấy một cái việc mà thay thế cái cơ quan hay nội tạng đấy, thì nó có mọi người có thể dùng chính cái cơ thể của người bệnh lấy từ một cái phần khác để mà thay thế. Nhưng mà rõ ràng cái cách đấy nó tạo nên rất là nhiều đau đớn, nó tạo nên một cái vết thương khác ở một cái phần khác của cơ thể. Cái vấn đề thứ hai đó là cái cách thứ hai đó là mình có thể lấy một cái nội tạng của một cái người khác, một cái healthy donor, để mình cấy ghép vào trong cái cơ thể của người bệnh. Nhưng mà làm như thế nó tạo nên rất là nhiều các vấn đề, đặc biệt là về miễn dịch, tức là về cơ thể của người bệnh nó có thể đào thải ra những cái nó có thể đào thải hoặc là nó không tương thích với những cái mô hoặc là những cái cơ quan mà nó lấy từ những cái cơ thể của người khác. Thì chính vì thế cái tissue engineering approach này nó rất là quan trọng, bởi vì nó lấy cell, nó có khả năng lấy cell từ chính người bệnh, đúng không ạ? Và cái cell này nó là một cái minimal
biological variable, tức là nó không phải là cả một cái cơ quan mà nó chỉ là một cái tế, một phần tế bào thôi. Chính vì thế nó rất là tương thích với cơ thể và mình có thể không phải nó rất tương thích mà nó tương thích hơn hay là cái, bằng cái việc là lấy cơ quan hay là nội tạng từ một cái người bệnh khác để mà cấy ghép vào trong một cái healthy, một cái người khác để mà cấy ghép vào trong người bệnh. Cái cách mà sử dụng cái approach này của tissue engineering ấy, nó gặp cũng, mặc dù nó tốt hơn rất là nhiều thứ khác mà nó, nhưng mà nó cũng gặp rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là trong việc sử dụng các cái những cái chất hóa học hoặc là những chất sinh học mà nó có khả năng gây ra những cái side effects hoặc là những cái ảnh hưởng không tốt, tức là nó có khả năng gây ra những ảnh hưởng không tốt cho cái cơ thể của người bệnh. Thì một cái cách khác, giống như mình ghi ở đây, đó là một cái cách khác để mà có thể giúp các cái cells này nó có khả năng tự differentiate, những cái tế bào gốc nó có khả năng tự tạo nên được những cái mô của người bệnh. Đấy là mình có thể sử dụng những cái kích thích về mặt vật lý, chẳng hạn như những cái xung điện chẳng hạn. Thì để nói thêm một chút về cái vấn về cái khái niệm này, bởi vì đây là một cái khái niệm rất là mới, có lẽ là mới đối với nhiều bạn ở đây, nhưng mà thực sự mà nói thì ở trong, giống như mình đã nói từ lúc đầu ấy, cơ thể của con người nó rất là kỳ diệu. Nó không chỉ có tính chất cơ học mà cũng có tính chất điện học nữa. Ví dụ như bone chẳng hạn, ví dụ như xương chẳng hạn, khi các bạn tức là trong cơ thể người, khi mà xương nó bị deform, khi mà nó bị cong lên chẳng hạn, thì một phần của cái xương ấy nó sẽ có mang điện tích dương và một phần khác nó sẽ mang điện tích âm. Cái điện tích này nó không lớn lắm nhưng mà nó rất là quan trọng, bởi vì nó chính là cái driving force, tức là nó giúp cho cells, nó giúp cho các cái tế bào nó khả năng tự di chuyển đến những cái phần điện tích này và nó khả năng tự tạo nên xương. Chính vì thế nên là xương ấy là cần phải workout liên tục, tức là mình cần phải đi bộ, mình cần phải work, mình cần phải exercise để mà xương nó under compression hay là under tension, thì nó phải chịu áp lực thì nó mới có khả năng grow được, nó mới thể phát triển được. Giống như các bạn biết là những cái người mà trên vũ trụ, những cái phi hành gia, khi mà người ta bay trên vũ trụ, người ta phải run on the treadmill rất là nhiều, bởi vì trên vũ trụ nó không có trọng lực, và chính vì thế nên là xương của những người phi hành gia thường nó sẽ không thể grow được nó, và càng ngày nó sẽ càng bị bé lại và phần không phân hủy. Đấy là hiện tại, tức là mình có thể, ví dụ như là mình muốn đo áp lực ở não chẳng hạn, thì cái sensor mà nó implant ở não thì nó sẽ là một cái sensor phân hủy, nhưng mà để đưa tín hiệu bằng cái wireless technology, tức là bằng cái kỹ thuật không dây, thì mình phải cần phải có một cái bộ phận electronics, một cái con chip rất là nhỏ, và con chip này nó không phân hủy, nó sẽ được cấy ghép ở dưới da chẳng hạn, nó cấy ghép ở phần này, giống như là cochlear implant. Nếu mà bạn biết được về cochlear implant thì mình có thể cấy ghép cái con chip đấy ở dưới da, và nó không phải ở não, mà nó sẽ là nó sẽ rất là đơn giản, nó sẽ một cái tiểu phẫu thôi để mà đưa cái con chip đấy, để mà con chip đấy nó có thể có khả năng đưa tín hiệu ra bên ngoài bằng cái kỹ thuật không dây, ví dụ như Bluetooth, hoặc là bằng các cái kỹ thuật khác như là NFC. Thì đấy là cái cách mà mình có thể đưa tín hiệu ra bên ngoài bằng cách kết hợp giữa cái phần phân hủy và cái phần không phân hủy. Nhưng cái phần phân hủy là cái phần mà nó sẽ interface trực tiếp, nó sẽ là cái phần mà nó sẽ trực tiếp được đưa vào những cái cơ quan nội tạng quan trọng mà mình không muốn có bất cứ một cái ảnh hưởng nào lên cái nội tạng đấy. Giống như là cái cách mà mọi người vẫn hay làm implant và cuối cùng là lấy sensor ra, và nó rất là nguy hiểm cho não chẳng hạn. Thì đấy là cái cách mà bọn mình làm để mà đưa tín hiệu ra bên ngoài. Ok, rồi cảm ơn Tuấn. Còn câu hỏi nào không Sơn? Cứ để cho các bạn hỏi đi, vì mình cũng không cần phải đợi đến hết đâu. Mình sẽ share lại screen. Thành nhắn lại cái share screen một lần. Có bạn Phạm Tú cũng có câu hỏi đấy. Mời bạn Phạm Tú. Tú Phạm hay Phạm Tú gì đây? Alo, dạ em có một câu hỏi, tại vì bình thường em thấy là tính chất PLLA thường hay là khá brittle á anh, thì em muốn hỏi là để mà mình làm sensor hay là để mà mình làm tissue á,
ở trong tissue application á, thì thường là PLLA sẽ được sử dụng nhiều hơn hay là composite của PLLA sẽ được sử dụng nhiều hơn? Dạ em cảm ơn. Great question. Thì PLLA nó tùy vào cái mức độ tinh thể mà em làm, thì nó có khả năng, nó có thể là rất là giòn, nó rất là brittle, hay là nó cũng có thể là less brittle. Nhưng như em nói đúng, tức là bình thường PLLA nó rất là brittle. Thì khi mà bọn anh làm ấy, thì thường cái cách mà bọn anh làm đấy là bọn anh tạo nên những cái film, những cái màng siêu mỏng, những cái thin film, ultra thin film, tức là nó chỉ tầm vài 10 đến hoặc là 15 micrometer, tức là một micrometer cho những người không biết nhiều về kích thước, thì một micrometer tầm một phần một triệu của một phần một triệu của meter, tức là một phần một triệu của mét. Giống như là sợi tóc của bạn vậy, những kích cỡ một sợi tóc vậy. Thì mình làm ra những cái màng rất là mỏng, thì nó có khả năng, nó rất là flexible, thì nó sẽ giúp mình có thể tương tác được với lại các cái bộ phận trong cơ thể nicely về mặt cơ học. Một cái cách thứ hai đấy là ở lab làm rất là nhiều các cái sợi nano của PLLA. Thì các cái sợi nano này nó rất là nhỏ, nó còn nhỏ hơn cái màng mỏng đi nữa. Thì với những cái kích thước nhỏ như vậy thì nó rất là flexible, nó rất là mềm, nó rất là nó không stiff nữa mà nó rất là flexible, mặc dù nó vẫn là cùng một vật liệu, nhưng mà bạn cứ tưởng tượng giống như là một cục sắt mà khi bạn giác mỏng liên tục giác mỏng nó đến cái kích thước như kiểu nano hay là micro thì nó trở nên rất là dẻo, nó trở nên rất là mềm, nó có thể bend được rất là dễ dàng bởi vì cái độ dày của nó không còn có cái tác dụng để mà cản trở cái sự bend nữa. Thì đấy là cách mà mình làm để mà có thể tạo nên những cái cảm biến hoặc là những cái tissue mà nó rất là flexible. Mà đặc biệt đấy là với cái ứng dụng về xương hoặc là khớp, thì thực ra xương của cơ thể nó rất là cứng, cho nên là bạn muốn tạo nên những cái cấu trúc mà nó cũng có cái độ cứng tương thích, tức là about the same stiffness, thì PLLA thực ra rất là một cái vật liệu rất là ưa dùng cho xương. Nó từ xưa đến nay thực ra PLLA được dùng cho rất là nhiều các cái tissue scaffold khác nhau, và bọn mình chỉ sử dụng nó và biến đổi nó thành một cái vật liệu có tính chất áp điện thôi. Thì đấy là cái cách của mình sử dụng. Để mình share lại cái screen ha. Thì mình bật lại cái PowerPoint. Còn câu hỏi nào nữa không Sơn? Để cho các bạn hỏi thoải mái đi, không sao hết. Rất là nhiều câu hỏi hay. Hello? Hello? Hello Sơn ơi. Thanh cho Thoa hỏi một câu hỉ. Tại vì á, lúc này Thanh gọi Dung. Lúc này có một câu thì bạn kia mình định hỏi, thì bạn kia cũng hỏi về cái việc control cái light time rồi. Thì có một cái câu Thoa muốn hỏi là vì Thanh biến cái PLLA thành cái chất mà nó áp điện được đúng không? Thế tại sao ngay từ đầu Thanh không dùng luôn một cái chất polymer mà... Tại vì Thoa thấy là Thanh phải làm cái crystal cho nó kiểu như là oriented để mà có áp điện được ấy. Thì sao ngay từ đầu mình không dùng một cái chất mà nó có sẵn cái tính, nó không phải là neutral mà nó có sẵn cái tính chuyển điện ấy. Ví dụ như DNA chẳng hạn hoặc là RNA chẳng hạn mà mình có thể làm luôn. Okay. Bởi vì câu hỏi cũng rất là hay. Thực ra là giống như mình nói ngay từ đầu ấy, là những cái vật liệu áp điện thông thường bao gồm PGT này, PVDF, zinc oxide, thì những cái vật liệu áp điện thông thường ấy, thì nó có rất là nhiều, nó không thể có khả năng tự phân hủy được. Đấy là cái thứ nhất. Còn những cái vật liệu về mặt sinh học, nó có thể DNA, RNA, bởi những cái cấu trúc của nó, những cái chiral structure của nó, thì nó có khả năng có một ít áp điện ở trong đấy, nhưng mà cái tính chất áp điện của những vật liệu này nó cực kỳ nhỏ, nên là mình không thể sử dụng nó ngay từ đầu được, và kể cả muốn sử dụng nó cũng phải đơn giản, bởi vì DNA, RNA nó cực kỳ khó để mà handle, để mà làm ra một cái film, một cái màng mỏng chẳng hạn.
là một cái cấu trúc nào đấy mà nó có thể sử dụng cho các cái device được. Thì chính vì thế nên là PLA nó là một cái vật liệu synthetic polymer mà nó đã được kiểm nghiệm, đã được ứng dụng cho rất là nhiều các cái implant, tức là các cái vật liệu sử dụng cho các cái thiết bị cấy ghép ở trong cơ thể, và mọi người đã thấy được, mọi người đã chứng minh được là nó rất là safe, nó rất là an toàn, cơ thể có thể tự đào thải nó được sau khi mà nó phân hủy. Thì chính vì thế nên là PLA nó là cái vật liệu rất là ideal cho cái ứng dụng về mặt áp điện. Cảm ơn Thanh. Cảm ơn trả lời của Thanh. Với cả là khi mà tớ hỏi tớ có câu hỏi là khi mà Thanh cái xin lỗi tớ hỏi hơi rượt một tí, tại vì là chắc là tớ không theo kịp, bởi vì bây giờ ở bên này đã gần 1 giờ rồi. Không sao. Cho nên tớ hỏi trước là Thanh nói là Thanh có làm cái micro device để mà làm kiểu như targeted drug delivery á, thì tớ muốn hỏi là ví dụ như ở trên não chẳng hạn, thì tớ có quan tâm một cái khía cạnh đó là bây giờ cái immunotherapy cho cái bệnh brain cancer ấy, bởi vì là nó có BBB nó rất là mạnh, cho nên là gần như là cái targeted nó gần như không đi vào được. Thì mình hỏi là khi mà Thanh chuyển cái thuốc như chẳng hạn để mà vượt qua cái hàng rào cản đấy, thì là Thanh dựa vào kích thước của nó, hay là Thanh nhờ vào cái receptor, hay là các cái transportation trên 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 cái màng của tế bào, hay là bằng cách nào để mà vượt qua cái hàng rào ấy? Câu hỏi của Thoa tức là có lẽ mọi người đây cũng không không có quen lắm về khái niệm đấy. Ở trong mình sẽ trình bày cái vấn đề đấy, thực ra mình cũng sẽ trình bày thôi, không biết là có đủ thời gian không với những cái sự cố như này, nhưng mà ở trong lab thì tạo ra những cái thiết bị mà nó phát ra sóng siêu âm, để mà nó có sóng siêu âm thì nó là một cái như kiểu mechanical vibration, thì những cái sóng siêu âm nó có khả năng nó có thể open được những cái rào cản về mặt sinh học đấy, và nó có thể đưa thuốc qua những cái rào cản đấy. Còn cái vấn đề là đương nhiên là cái đấy nó chỉ là cái first barrier thôi. Cái second thing is là cái targeting thì rõ ràng là mình phải sử dụng những cái approach thông thường, những cái phương pháp thông thường để mà gắn thuốc hoặc là gắn các cái antibody, hay là gắn những cái gì đấy ở trên cái viên thuốc đấy để mà nó có thể target được một cách hiệu quả vào trong những cái tế bào cancer mà nó không target được những cái healthy tissues. Thì khi mà làm khoa học thì mình phải làm từng bước một, thì cái bước đầu tiên để làm sao để nó cross được cái BBB đấy, thì cái cross được cái đấy thì nó rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng mà cái lab của mình thì chuyên về sử dụng những cái đầu dò sóng siêu âm để mà có thể open cái BBB đấy. Nhưng mà đấy là một cái vấn đề phức tạp, nó cần phải có nhiều các cái approach khác nhau cùng một lúc để mà nó tạo nên một cái thuốc mà nó có thể có khả năng hiệu quả để mà treat cancer được, treat brain cancer được. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề open PBB, mà giống như Thoa nói thì trong lab của mình specifically là mình sử dụng các cái đầu dò sóng siêu âm để mà thể làm được cái điều đó. Rồi, cảm ơn cậu, tôi hiểu rồi. Yeah. Ok. Rồi, Sơn ơi, Sơn còn ở đây không? Ok, nghe Thành. Thời thì không còn câu hỏi nào. Tạm thời bây giờ thì không còn câu hỏi nào nữa, Thành mời tiếp tục. Ok, thì mình sẽ đi nhanh ha. Thì mình sẽ quay lại vấn đề đấy là về cái việc là bone, về để tái tạo nên bone ấy, thì xương ấy, thì thực ra trong y học sử dụng rất là nhiều các cái thiết bị mà nó có thể, nó giống như một cái pacemaker, tức là một thiết bị mà các bạn có thể là nghe ở đâu đấy. Cái thiết bị này nó có thể tạo nhịp tim, nó có thể giúp cho nhịp tim với những người mà có những cái nhịp tim rất là bất bình thường ấy, rất là không ổn định ấy, thì cái thiết bị này nó có thể giúp nó regulate cái nhịp tim đấy. Pacemaker trong tiếng Việt, mình quên mất cái thuật ngữ của pacemaker trong tiếng Việt. Nhưng mà cái đấy là một cái thiết bị điện, nó tạo nên những cái xung điện mà nó giúp cái xung điện đấy nó có thể được kiểm soát để sao cho cái tần số của nó là nó match với cái tần số của tim, và khi bạn implant vào trong cơ thể thì nó giúp cho tim mình có thể đọc được những cái frequency, những cái tần số mà giống, tức là match với lại cái tần số của native heart.
Thì cũng tương tự như cái thiết bị đấy, thì cái thiết bị này nó mọi người cũng rất là sử dụng rất là nhiều để mà giúp xương nó hồi phục lại nhanh, bằng cách đó là người ta thì implant được vào trong xương chẳng hạn, và nối cái sợi dây này vào trong cái chỗ bị fracture hay là bị broken bone, thì nó sẽ giúp cho bone có thể grow lại được bằng cách sử dụng những cái điện áp. Thì rõ ràng là các bạn thấy được là cái thiết bị này nó ok nhưng mà nó rất là nguy hiểm, bởi vì khi mà các cái sợi dây này nó bị đứt chẳng hạn, hoặc là khi mà cái thiết bị nó hết pin chẳng hạn, đúng không? Thì hết battery chẳng hạn, thì người ta phải sử dụng, đầu tiên người ta phải biết, và thứ hai là người ta phải lấy nó ra khỏi cơ thể bằng cách phẫu thuật, và có thể là nếu mà cái dây nó bị broken chẳng hạn, thì nó gây rất là nhiều các hiểm nguy cho các cái xương hoặc là các cái nội tạng ở bên trong. Thì chính vì thế cái idea của lab mình làm đấy chính là vì sao mình không thể tích hợp cái tissue engineering approach, tức là làm ra những cái mô nhân tạo, đúng không? Sử dụng các cái scaffold mà làm bằng cái vật liệu trí tự tiêu với những cái tế bào gốc chẳng hạn, mình có thể kết hợp nó với cái sử dụng những cái xung điện này kết hợp với nhau, làm nào mà lai hóa nó thành một cái thiết bị thôi, thành một cái object thôi, chứ không phải là two objects, thì mình có thể tạo nên những cái mô sinh học mà nó vừa có khả năng phát ra điện và có thể sử dụng cái xung điện đấy để mà giúp cái mô sinh học nó có thể grow, nó có thể phát triển và nó có thể tái tạo nên được là những cái cơ quan mà bị hư hỏng ở trong cơ thể. Thì đấy chính là cái idea đấy, là mình có thể ví dụ như một cái miếng xương sọ nó bị vỡ chẳng hạn, mình có thể lắp một cái miếng PLA, tức là một cái miếng tự tiêu, một cái miếng áp điện làm bằng cái vật liệu PLA này vào trong đấy, và sử dụng sóng siêu âm để mà kích thích những cái xung điện lên trên cái vật liệu này, và cái xung điện này nó sẽ giúp cho cell, cho tế bào, đặc biệt là những cái tế bào gốc, nó có thể tự phát triển và tự mọc, tự trở thành những cái bone cell chẳng hạn, để nó có thể heal được cái defect này. Thì cái việc đầu tiên mà lab làm đấy là thông thường như các bạn biết là ở trong cơ thể thì cái tế bào mà nó có chức năng mà giúp mình có thể tái tạo nên được những cái phần bị hư hỏng, đấy là tế bào gốc, stem cells. Và chính vì thế để xác định được một cái vật liệu mà nó có khả năng tái tạo được ấy, thì cái ở trong lab thì cái approach mà mình, tức là cái cách mà mình hay dùng ấy, đó là mình sẽ nuôi cái stem cell lên trên cái vật liệu của mình, mà mình kích thích nó để xem thử là cái stem cell nó có thể trở nên cái tế bào đặc biệt, ví dụ như tế bào xương hoặc là tế bào sụn hay là tế bào hoặc là tế bào mô chẳng hạn. Thì đầu tiên là mình phải test cái vật liệu đấy, và đây là cái nó hơi technical một chút, nhưng mà đây là những một loạt các cái bioassay, tức là những cái thí nghiệm sinh hóa, đấy là mình có thể xác định được những cái tín hiệu mà cái con stem cell, cái tế bào gốc này nó có thể nó phát ra để mà nó cho mình biết được là nó thực sự là trở thành cái bone cell, trở thành cái tế bào xương hay là tế bào sụn. Thì ở đây specifically là mình looking at ví dụ như là gene chẳng hạn, thì mình có thể thấy được những cái bone, những cái xương, những cái gene mà nó đặc trưng cho xương chẳng hạn, thì nó rất là expressed rất là nhiều ở những cái stem cell khi mà nó bị kích thích bởi cái vật liệu piezo PLA cộng với cái tế bào cộng với cái ultrasound cộng với lại cái kích thích về sóng siêu âm của mình. Đây là nó tương đối là technical, cho nên mình sẽ không đi sâu vào mỗi cái assay, nhưng đại loại các bạn thể thấy được là cái group mà cái màu đen này, đấy là cái group mà tức là cái phần thí nghiệm mà mình sử dụng cái piezoelectric PLA plus và cái sóng siêu âm, thì mình có thể thấy được là nó luôn là cao hơn những cái tín hiệu khác, bởi vì đây nó là những cái tín hiệu đặc trưng cho xương, cho các cái tế bào xương, tức là con tế bào gốc này nó được kích thích bởi cái piezo PLA và nó có thể trở nên được những cái tế bào xương. Đấy chỉ là tất cả những cái assay này nó chỉ nói lên một cái message thế thôi, nó chỉ nói lên một điều, đấy là cái mình có thể sử dụng cái stimulation này để tái tạo, để giúp cái tế bào gốc nó phân tách hay là nó differentiate thành những cái tế bào xương. Thì mình cũng làm ở trong làm thực nghiệm ở trên chuột, thì như bạn thấy đây là con chuột này nó bị một cái miếng xương ở trên não nó bị hư hỏng chẳng hạn,
thì mình có thể cấy ghép vào trong cái não nó một cái miếng PLA, và mình có thể hít cái miếng PLA đó bằng một cái sóng siêu âm. Và tương tự như là cái phần thí nghiệm ở trong lab ấy, thì mình có thể thấy được là với cái nhóm này thì tức là cái nhóm mà nó tất cả những cái thứ này nó chỉ là control, tức là một cái ở trong thí nghiệm thì mọi người hay sử dụng những cái loại vật liệu nó tương tự như thế và sử dụng một cái loại kích thích nó tương tự như thế, nhưng mà nó không phải là chính xác giống như là mình, giống như là cái loại vật liệu mà mình đang làm, để mà mình có thể thấy được là nếu mà mình không có cái loại vật liệu đó thì chẳng có cái gì diễn ra cả, tức là xương nó sẽ không thể tái tạo được, nó không sẽ liền được, đúng không ạ? Nhưng mà với cái sample mà tạo nên bởi các cái piezoelectric PLA và cái sóng siêu âm ấy, thì mình có thể thấy được là xương nó mọc lên rất là nhiều và nó giúp tái tạo lên được. Đây là một cái critical size defect, tức là một cái đối với chuột ấy, thì đây là một cái defect rất là lớn, một cái miếng xương nó bị vỡ rất là lớn và nó không bao giờ có thể tái tạo được. Thì với cái nhóm PLA plus ultrasound thì mình sẽ thấy được là nó hầu như nó bridge cái gap luôn của cái miếng xương đấy. Thì đây cũng là một cái bài báo mà nhóm đã publish vào năm nay, vào 2020, và các bạn có thể tham khảo thêm. Thì bên cạnh đây thì mình cũng làm rất là nhiều các cái thứ khác. Thực ra là lab cũng sử dụng cùng một cái nguyên lý để mà làm nên những cái tế bào sụn, là những bào cơ, cái miếng mà nó có thể giúp wound healing. Nhưng mà vì mặt thời gian thì là mình sẽ không nói về những cái projects đấy ở đây. Và đây chỉ là một cái typical project thôi về cái lĩnh vực tissue engineering. Ok, cái lĩnh vực thứ ba mà mình muốn discuss là giới thiệu với các bạn một ít, tức là ở trong lab thì thực ra từ trước đến nay thì giống mình đã giới thiệu với các bạn một cái phần ứng dụng của cái vật liệu áp điện, đó là khi bạn apply force, tức là khi bạn biến dạng nó thì nó sẽ tạo nên xung điện, đúng không ạ? Nhưng mà cũng có một cái chiều ngược lại, đấy là cái vật liệu này vì sao nó gọi là vật liệu thông minh, bởi vì khi bạn áp một cái áp điện vào trong cái vật liệu ấy thì nó sẽ biến dạng và khi mà nó rung ấy thì nó sẽ tạo nên âm thanh, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái nguyên lý mà tạo nên các cái đầu dò sóng siêu âm, và dựa trên cái nguyên lý này ấy, thì lab của mình đã sử dụng nó để mà giống như bạn Thoa vừa mới hỏi mình một câu hỏi, là mình đã sử dụng nó để mà cho một cái ứng dụng y học, đó là mở ra những cái blood brain barrier. Thì đầu tiên đấy là what is blood brain barrier, thì cái rào cản sinh học này nó là cái gì, thì có lẽ mọi người có lẽ là đa phần sẽ là không biết về cái barrier này. Thì mọi người biết đấy là khi mà một bệnh nhân mà bị ung thư não chẳng hạn thì cực kỳ là khó chữa. Bởi vì sao? Bởi vì các cái thuốc mà đưa vào trong cơ thể người ấy, thường cái để mà treat một cách có hệ thống ấy, thì nó sẽ phải đưa vào trong máu, đúng không ạ? Và máu nó sẽ phân phối ra tất cả những cái bộ phận ở xung quanh của cơ thể. Nhưng mà đối với não ấy thì nó rất 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 là khó để mà máu nó có thể đưa thuốc vào trong não, bởi vì ở giữa các cái mạch máu và các cái mô não ấy nó có một cái rào cản, người ta gọi đấy là blood brain barrier. Và cái rào cản nó tạo nên bởi những cái tế bào epithelial cells, mình cũng thực sự là không biết là nói tiếng Việt như nào. Epithelial cell là một cái tế bào mà nó lie, tức là nó nằm ở bên ngoài của cái mạch máu, và một cái lớp tế bào khác nó gọi là endothelial cells, nó nằm ở bên trong của cái mạch máu. Thì hai cái lớp tế bào nó rất là chặt, nó tightly bond with each other, nó ghép rất là chặt với nhau, và chính vì nó tạo nên những cái gọi là blood brain barrier. Nó giúp cho mình có thể tránh được cái việc đấy, là ví dụ mình trong máu của mình có những vi khuẩn hay là virus thì nó rất là khó để xâm nhập vào não, nhưng ngược lại đồng thời nó cũng sẽ nó cũng ngăn cái việc là mình có thể đưa thuốc được xuyên qua các cái mạch máu này vào trong não. Thì với những cái treatment, với những cái phương pháp ở trong y khoa mà để cross cái blood brain barrier này, thực ra nó không có nhiều, vì mọi người rất là luôn luôn gặp khó khăn để mà sử dụng những cái hóa chất hay là những cái dược liệu mà nó có thể cross cái BBBBB. Và chính vì thế vào 2016 thì một cái công ty ở bên Mỹ nó develop một cái device, một cái thiết bị nó gọi là SonoCloud. Thì cái SonoCloud này thực ra nó là một cái đầu dò sóng siêu âm, nó là một cái đầu phát sóng siêu âm.
Thì như các bạn thấy ở trên hình ấy, là cái device này nó sẽ implant vào trong não và nó sẽ phát ra những cái sóng siêu âm. Vì cái sóng siêu âm này nó thực ra nó là âm thanh thôi, nhưng mà âm thanh ở cái tần số rất là cao và chính vì thế mình không thể nghe được. Thì khi nó rung ấy thì nó sẽ tạo nên nó sẽ open các cái mạch máu đấy và nó sẽ giúp thuốc có thể đưa vào trong não được. Nhưng mà một trong những cái điểm yếu của cái đầu phát sóng siêu âm này là các bạn thì thấy được là nó vẫn phải remove, tức là mọi người vẫn phải treat những cái bệnh nhân về ung thư não vào khoảng 1, 2 tháng, 3 tháng để vào sau thời gian đấy mọi người vẫn phải làm phẫu thuật để mà lấy các cái đầu dò sóng siêu âm này ra khỏi não. Và nó rất là invasive, nó tạo nên giống như các cái thiết bị sensor mình đã nói từ trước đó, nó có thể phá hủy não khi mà mình thực hiện các cái phẫu thuật để mà lấy nó ra khỏi cơ thể. Và chính vì thế nên là lab con mới có một cái idea, đó là vì sao mình không sử dụng cái vật liệu áp điện mà mình đã có để làm ra những cái đầu dò, những cái đầu phát sóng siêu âm mà nó có khả năng tự tiêu hủy, và mình có thể thay thế các cái thiết bị này để mà open cái PBBB, tức là cái blood brain barrier, và mình có thể đưa thuốc được vào trong não để mà giúp các cái bệnh nhân mà có brain cancer. Đây chỉ là một cái loạt các cái thí nghiệm mà lab đã làm để mà show ra được là cái vật liệu của mình ấy, nó rất là compatible với não, và cái device mà mình làm nó rất là compatible với não. Mình sẽ không đi sâu vào cái vấn đề này bởi vì nó rất là technical, nó rất là mang tính chất kỹ thuật. Thì đây là một cái data khác để mà show cho các bạn, đó là mình có thể kiểm soát được cái sự rung của cái vật liệu của mình. Nó rất là đơn giản, mình chỉ cần áp một cái điện áp vào trong vật liệu và mình có thể làm cho nó vibrate, nó có thể rung được, đúng không ạ? Và khi mà cái điện áp này nó tăng lên ấy, thì cái độ rung nó sẽ tăng lên. Thì đây là một cái rung ở cái tần số rất là thấp, chỉ tầm 1 đến 2 Hz thôi. Nhưng nếu mà các bạn apply một cái điện áp mà nó ở cái tần số rất là cao chẳng hạn, ở cái tần số tầm 20 kHz hoặc là đến 40 kHz hoặc là higher than that, thì nó trở thành sóng siêu âm, đúng không? Vì sóng siêu âm nó thực ra nó là âm thanh thôi, nhưng mà người ta gọi nó là siêu âm bởi vì cái tần số của nó quá là lớn, nó rất là high, vì chính vì thế nên nó beyond cái ngưỡng nghe của mình, đúng không ạ? Và mình có thể nghe được những cái tần số ví dụ từ 20 Hz đến 20.000 Hz, nhưng mà beyond that is ultrasound, vì tính như thế ultrasound thì mình không thể nghe được. Nhưng mà mình có thể đo được nó, và đây chỉ là một cái phép đo để mà có thể show cho các bạn biết được là cái khả năng phát sóng siêu âm của cái vật liệu mà mình làm. Thì 2020 cũng năm nay thì mình lab cũng đã publish một cái work ở trên PNAS để show cho các bạn thấy được là cái device này nó cũng là degradable ultrasonic transducer. Và giống như mình nói, thực ra nó là cái transducer nhưng mà nó là thực ra một cái thiết bị phát âm thanh, đúng không? Cho nên là mình có thể nghe nó được. Và đây chỉ là một cái video mình để xem cho mình có thể bật được không. Mà mình có thể nghe được, mình có thể cảm nhận được đấy là có một cái tần số hay là một cái đấy phát ra từ cái loại vật liệu này. Chắc là Thành phải tắt cái laser boy đi rồi mới đúng rồi video được. Ok, đúng rồi, sao nó đúng. Ok, đây mình sẽ bật cái video này, mình sẽ thấy được là mọi người có thể nghe được cái ho, đúng không? Đây là 9 kHz, nên nó rất là khó nghe. Cái frequency nó rất là high, giống như bạn hát, khi bạn hát karaoke chẳng hạn, nếu bạn hát ở những cái frequency nó rất là cao, những cái lên, những cái pitch nó rất là cao, thì nó rất, cái âm thanh nó rất là khó nghe. Thì đấy, sẽ là một cái demo để cho các bạn thấy được là bọn mình tạo ra được những cái vật liệu mà nó sẽ phát ra âm thanh và nó khả năng tự tiêu ở trong cái dung dịch sinh học, đúng không ạ? Thì bên cạnh âm thanh thì thực ra nó cũng là một cái speaker, tức là một cái loa, và chính vì thế nên bạn có thể kiểu play music, tức là chơi âm nhạc từ cái con chip này. Thì đây là một cái loa, nó rất là đơn giản thôi vì nó là một cái chip rất là bình thường, nhưng mà mình có thể kết nó vào cho một cái amplifier. Cái này bạn nào hát karaoke sẽ biết là có một cái amplifier,
để mà tăng cái tín hiệu, cái tăng cái sound lên, và mình có thể hook nó up với lại một cái iPhone chẳng hạn, và mình có thể play một cái song, một cái bài hát hoặc một cái music nào đấy. Nó không phải là một cái good, nó không phải là một cái loa rất là tốt, nhưng mà cái con chip đơn giản này thực ra nó vẫn chơi được music, nó vẫn play được nhạc, thì các bạn có thể nghe được không ạ? Đấy, các bạn có thể nghe được cái tiếng beat bằng cái sự rung của con chip. Thì đấy là cái con chip. Thực ra mình là người quay cái video này, mình cũng là rất là amazed, rất là kỳ diệu. Mình đi đến lab và cái bạn sinh viên show cho mình cái con chip, và mình đã là người mà đứng quay cái con chip này. Và khi mà mình đây là con chip, và nếu mình không connect nó vào trong các cái amplifier, hoặc là không connect nó vào trong cái iPhone ấy, thì sẽ không nghe được cái vấn đề gì hết. Đây chỉ là một cái control, đây là non connected, đây là connected, và bạn thì nghe được rất là rõ các cái music mà nó play bởi con chip này. Nó thực ra là một cái loa, nó là một cái speaker. Okay. Alright, so cuối cùng là về cái mặt ứng dụng ấy, thì mình chỉ muốn show cho các bạn đây là một trong những cái data mà lab đã publish ở trên PNS. Thì một lần nữa đấy là mình có thể đưa cái con chip này vào trong não, mình có implant nó vào trong não, và mình có thể show được đấy là với cái sóng siêu âm mà phát ra bởi con chip ấy, thì mình có thể open được cái blood brain barrier. Thì đây, nếu mà các bạn không có cái con chip đấy thì mình sẽ không thấy được đấy là cái green là như kiểu drug, như kiểu thuốc ấy. Green cái màu xanh đấy là thuốc, và bạn thấy được đấy là ở cái, những cái vật, nếu mà dùng cái vật liệu không phải là áp điện và sử dụng cùng một cái cách để mà đưa cái điện áp vào trong cái vật liệu đấy, thì mình sẽ không thấy cái gì cả. Nhưng mà đối với những cái vật liệu mà có tính chất áp điện thì mình sẽ thấy được là các cái drug, tức là các cái protein nó có thể leak, nó có thể thoát ra được khỏi được mạch máu, và mình có thể thấy, quan sát được ở trên các cái kính hiển vi, nó gọi là fluorescence microscope. Ok, thì đấy là cái project thứ ba, và cái cuối cùng mà mình muốn nói đấy là về cái một cái work rất là mới ở trong lab, và thực ra nó cũng vừa mới accepted thôi, nó cũng chưa published, mà mình sẽ giới thiệu với các bạn. Thì đây là một cái project về làm ra được những cái thiết bị mà nó có khả năng, hoặc là những cái hạt thuốc rất là nhỏ mà nó có khả năng đưa được vaccine ở những cái thời điểm khác nhau vào trong cơ thể. Thì trên màn ảnh là thực ra đây là một cái ảnh mà mình lấy từ BBC, thì là một cái bài báo mà viết về cái project mà mình làm. Thì như các bạn biết đây là rất nhiều các cái thuốc và đặc biệt là vaccine nó cần rất là nhiều các cái lần tiêm khác nhau, và cái đấy nó gây ra rất là nhiều các cái vấn đề để mà mình có thể tạo nên một cái sự miễn dịch mang tính chất cộng đồng cao, hoặc là một cái global immunization để có thể mà tránh được những cái bệnh tật giống như là COVID-19 chẳng hạn. Như các bạn biết ấy, là không chỉ về mặt hiệu quả, mà rất là với cái sự tiêm lặp đi lặp lại rất là nhiều lần như thế với vaccine ấy, thì nó gây ra rất là nhiều vấn đề. Rất là nhiều người, đặc biệt là trẻ con, rất là sợ bị tiêm, đúng không ạ? Và đồng thời là về mặt môi trường nó cũng rất là nguy hiểm, về mặt gọi là global, về mặt tức là đối với những người mà sống xa, những người sống ở những cái vùng rất là nghèo, xa những cái cơ sở y tế, thì cái việc tiêm lặp lại như thế nó cũng gây rất là nhiều trở ngại. Người ta không thể dẫn trẻ con đi 10 cây số hoặc là mấy chục cây số đến những cái cơ sở y tế hàng tháng trời để mà nhận được những cái mũi tiêm lặp lại. Nhưng đồng thời những cái mũi tiêm lặp lại nó rất là quan trọng, kể cả influenza vaccine, tức là những cái vaccine mà chống cảm cúm, và một trong những vaccine đấy chính là vaccine mà chống COVID-19 mà hiện tại đang làm rất là nhiều. Và có lẽ cuối tháng 11 này mọi người sẽ biết được những cái hiệu quả của những cái vaccine đấy. Thì cái booster shot, tức là cái tiêm lặp lại, nó rất là quan trọng, bởi vì nếu không ấy thì cơ thể của con người với một lần tiêm duy nhất ấy, cái kháng thể nó sẽ không thể tồn tại được lâu, và nó không hiệu quả. Để mà về mặt science thì rất là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rồi, nó không thể hiệu quả để mà nó sustain cái kháng thể ở trong cơ thể để mà chống lại cái sự xâm nhập của con virus được. Và chính vì thế nên là khi mình bắt đầu làm postdoc ở MIT vào 2015, thì lab ở đấy đã kết hợp với lại cái tổ chức Bill Gates Foundation để mà làm ra một cái
một cái loại hạt nữa, mình gọi là hạt microparticles, mà làm nào đấy mà cái hạt này khi mà bỏ vào trong một cái ống tiêm ấy, thì chỉ cần tiêm một lần duy nhất và nó có thể đưa vaccine ra khỏi cơ thể ở những cái thời điểm khác nhau, ví dụ như 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng, lặp đi lặp lại để mình có thể tránh được những cái mũi tiêm nhiều lần, giống như là mình đã nói ở cái slide phía trước. Thì cái work này thì nó đã publish ở trên Science. Đây là một loạt các cái hạt, những cái vi hạt mà mình đã làm ra vào cái thời điểm đấy, và mình đã show được là mình có thể sử dụng nó để mà đưa để mà tiêm nó vào trong cơ thể một lần duy nhất để mà có thể đưa được những cái vaccine ở những cái thời điểm khác nhau. Tuy nhiên là ở những cái thời điểm, cũng chính ngay cả cái thời điểm đấy, thực ra là khi mà mình làm xong ấy, thực ra nếu mà các bạn làm khoa học thì bạn sẽ biết được là nó không bao giờ dừng cả, nó không bao giờ end được. Và có rất nhiều các cái vấn đề xoay quanh cái hạt, cái vi hạt đấy mà mình luôn luôn là thắc mắc. Thứ nhất đấy là nó vẫn phải dựa vào những cái mũi tiêm, mình vẫn phải tiêm vào trong cơ thể, đúng không ạ? Và thứ hai là nó rất là lớn, đấy là những cái microparticle, nên là nếu mình sử dụng những cái mũi tiêm bình thường như là tiêm vaccine chẳng hạn, thì mình phải sử dụng những cái mũi tiêm rất là to để mà bỏ những cái loại hạt này vào, và nó gây rất là nhiều đau đớn. Và đấy nó ngăn cản cái việc đấy là mình có thể sử dụng nó một cách rất là tràn lan, hoặc là tạo nên một cái hệ miễn dịch cộng đồng, hoặc là tạo nên một cái loại vaccine mà nó có thể phân bố được rất là rộng rãi cho tất cả mọi người, tất cả mọi người trên thế giới. Và chính vì thế nên là khi mình bắt đầu xây dựng lab ở UConn ấy, thì mình bắt đầu mới nghĩ ra một cái ý tưởng là tại sao mình không sử dụng những cái miếng dán tương tự như là những cái miếng dán chống say xe chẳng hạn, để mà mình có thể đưa vaccine giống như là mình đã từng làm với những cái vi hạt đấy, nhưng mà không cần phải tiêm thuốc vào trong cơ thể nữa, mà chỉ là dán cái miếng dán đấy lên trên da, hoặc là lên trên một phần nào đấy trên bộ phận của cơ thể, để mà mình có thể đưa vaccine vào trong cơ thể. Thì cái work này là được thực hiện bởi một cái bạn học sinh khác, Khánh, có lẽ là second PhD student của lab. Thì Khánh là hiện tại đang là sinh viên năm thứ tư hay là năm thứ năm của là PhD ở trong khoa Biomedical Engineering của UConn. Thì cái cách mà bọn mình làm ấy, như các bạn thấy ở đây, đấy là mình sẽ sử dụng cái vật liệu PLGI, sau đấy mình sẽ sử dụng một cái mold, một cái khuôn, cái kích thước rất là nhỏ, kích thước micro, sau đấy mình sẽ sử dụng những cái công nghệ mà nó tương tự như cái công nghệ làm chip điện tử vậy. Mình sẽ align những cái phần này, những cái thành phần khác nhau của cái microneedle đấy, và tạo nên cái core shell structure tương tự giống như là cái microparticles mà mình đã từng có trước. Và đây là cái patch. Đây là cái patch mà mình sẽ pick up cái microneedle, và sau đây cái patch này nó sẽ embed vào trong một cái skin này ha. Khi mà mình muốn dùng nó thì mình chỉ cần place nó vào trong skin và mình có thể release nó. Và cái patch này chính nó là một cái miếng dán giống như là một cái ego, một cái miếng bandage mà mọi người vẫn thường dùng để mà seal cái vết thương. Thì chính vì thế nó có thể được distributed rất là rộng rãi cho tất cả mọi người trên khắp thế giới. Và chính vì thế nên làm gần đây thì cái tổ chức về tức là cái bộ y tế và khoa học của Mỹ thì có tài trợ cho lab một cái dự án để mà làm về cái sử dụng cái miếng dán này để mà deliver cái vaccine cho cái COVID-19. Thì đấy là cái nguyên lý mà bọn mình sử dụng để mà làm ra các cái miếng dán. Thì đây là một vài cái hình ảnh của cái microneedle, thì bạn có thể thấy được là nó rất là cái tip nó rất là nhọn, và nó đồng thời nó rất là ngắn, nó chỉ tầm với những người mà không rõ lắm về micro hoặc là nanotechnology, thì cái phần này nó chỉ tầm bằng một sợi tóc chẳng hạn. Sợi tóc của các bạn có lẽ là bằng cái phần này của cái microneedle. Còn cái phần này nó rất là nhỏ, mà chính vì thế khi nó nó cũng không phải là quá dài, chính vì thế khi mà embed vào trong cái da ấy, thì các bạn sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả. Và mọi người đã show ra cái này từ những cái work khác rất là nhiều rồi. Đây là một cái data khác cho các bạn thấy được mình có thể apply cái miếng dán trên chuột và da nó có thể tự lành rất là nhanh, và trong vòng tầm 40 phút thì hầu như là các cái da nó sẽ sealed up
và nó sẽ và hầu như là các bạn sẽ thấy được là những cái micro needle nó có thể stay được ở trong skin, right? Và cuối cùng đấy là mình show ra một cái kết quả khác và nó vẫn chưa publish nhưng mà nó sẽ soon publish ở trên Nature Biomedical Engineering. Đấy là mình sử dụng cái micro needle này để show ra được đấy là mình có thể load một cái vaccine. Đây là cái loại vaccine để chống viêm phổi, pneumococcal. Pneumococcal bacteria là một cái loại bacteria mà nó gây rất nhiều các cái bệnh viêm phổi ở người già và trẻ nhỏ. Nó tương tự như COVID-19 vậy. Và chính vì thế nên là cái vaccine viêm phổi này nó rất là quan trọng, đặc biệt là ở Mỹ. Thì cái cách đưa vaccine này vào ấy, nó được thực hiện bởi rất là nhiều lần tiêm khác nhau. Những ngày, ví dụ ngày đầu tiên, sau 10 ngày hoặc sau 44 ngày tiêm lặp lại. Nhưng mà với cái microneedles như các bạn thấy đấy là mà bọn mình chỉ cần apply đúng một lần duy nhất vào cái ngày đầu tiên và khi mà mình challenge tức là mình thử infect cái con chuột đấy, tức là mình thử lây nhiễm cái con chuột đấy bằng cái một cái liều bacteria, bằng cái liều vi khuẩn rất là lớn, thì mình có thể thấy được là cái microneedles của bọn mình có thể giúp con chuột này nó tồn tại được. Nó có thể chống lại được cái lây nhiễm đấy. Trong khi nếu mà mình không sử dụng nó ấy, thì những cái con chuột khác nó sẽ bị chết, đúng không ạ? Thì đây là cái survival, tức là bao nhiêu 100%, tức là 100% cái con chuột mà được sử dụng cái loại microneedles của mình ấy, nó đều có khả năng tồn tại được. Trong khi các cái con chuột khác sử dụng injection, kể cả injection nó một vài con nó sẽ chết, hoặc là nếu mà không sử dụng cái đấy thì nó sẽ bị chết, nó sẽ không có khả năng miễn dịch được với lại cái bacteria. Ok, so đấy là toàn bộ các cái bài nói của mình, và hy vọng là qua cái bài nói này, thực ra nó chỉ là 4 trong số rất nhiều các cái projects của lab đang làm, và mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn đến một cách chung nhất, đấy là những gì mà bọn mình làm ở lab, và mình chỉ là người trình bày thôi, và chỉ là người có rất nhiều các cái idea và discuss với lại sinh viên, nhưng mà hầu như các bạn sinh viên ở lab rất là giỏi và có thể tự independently, là có thể tự tự lập và có thể tự làm các cái thí nghiệm được. Đương nhiên là có thảo luận với mình, nhưng mà hầu như các bạn đấy là người kiểu run the lab và giúp mình rất là nhiều. Thì các bạn có thể xem thêm thông tin về lab cũng như là về các cái publication và những cái thành viên ở trong lab ở trên website. Đây là tất cả những cái funding từ xưa này, hầu như là mình nhận rất nhiều funding từ NIH và một vài tổ chức khác, và đây là những cái người hợp tác với mình ở trên trường UConn Health, tức là về ở trên hospital, bệnh viện, và cũng như là ở cái main campus của UConn. Ok, và rất là vui, nếu các bạn có câu hỏi gì thì mình sẵn sàng sẽ trả lời. Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, một cái bài nói chuyện rất là hay, rất là nhiều kiến thức mới và cũng rất nhiều là ứng dụng hay. Thì thật sự là mình cũng là người làm việc khoa học vật liệu, nhưng mà mình cũng không nghĩ là khoa học vật liệu nó có thể có được làm được những cái ứng dụng kỳ diệu như vậy trong sinh học, trong y học. Thì tiếp theo đây thì sẽ là cái phần Q&A, thì mình sẽ mở email cho các cái bạn, các cái anh chị em, các thầy cô nào mà muốn discuss trực tiếp với là speaker. Thì đầu tiên thì có phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Tấn Phát là ở Phần Lan muốn đặt câu hỏi cho diễn giả. Vâng, xin mời anh Phát ạ. Cảm ơn Sơn, cảm ơn Thành, bài trình bày rất là hay. Thì mình cũng chỉ có một vài câu hỏi, tại những bạn trước cũng đã hỏi rồi. Chủ yếu câu hỏi chính của mình là về cái sensor của anh Thành làm á, thì cái tín hiệu mà lấy ra, thì cái tại vì mình biết là mấy cái tín hiệu ví dụ như pressure hoặc là ví dụ như strain này nọ, thì nó ví dụ như mỗi cái ví dụ cái cử động cơ hoặc là cái nhịp tim thì nó có cái pattern khác nhau. Thì hiện giờ thì cái sensor của anh ví dụ như cái complex như thế nào, ví dụ nó có thể discriminate những cái pattern khác nhau của cái ví dụ như cái pressure. Yeah, thực ra là nó sẽ tùy vào ứng dụng, thì mình sẽ làm cái sensor ở những cái dạng, những cái form và có những cái chức năng khác nhau để mà mình lấy ra cái tín hiệu mà mình cần phải đo đạc. Thì đối với những cái ứng dụng ví dụ như là đo điện áp ở não chẳng hạn,
thì cái quan trọng đối với lại với nhóm ấy, đấy là không phải cái pattern mà là cái magnitude, tức là cái độ lớn của cái pressure. Tức là ví dụ như pressure mà nó ở trên 20 mm thủy ngân chẳng hạn, thì mình phải can thiệp để mà mình hút các cái dịch não ra để mà có thể giúp được bệnh nhân khi mà sau khi bị TBI, tức là bị traumatic brain injury, tức là bị các những cái chấn thương sọ não chẳng hạn, mình phải giúp những bệnh nhân để nó tránh được những cái áp nội áp rất là cao. Thì đối với cái ứng dụng như vậy thì cái pattern nó không quan trọng, mà cái độ lớn mới là cái parameter mà mình interested in. Nhưng mà câu hỏi của anh cũng rất là thú vị, bởi vì là nếu mà mình một lần nữa đấy là nó phải tùy vào cái ứng dụng. Nhưng mà với những cái nhịp tim chẳng hạn, thì thực ra trong electronic ấy, trong điện tử ấy, thì khi những cái nhịp tim, những cái thận, những cái bộ phận khác trong cơ thể nó vẫn có những cái tín hiệu điện rất là nhỏ, nó có thể interfere, nó có thể tạo nên những cái noise, những cái artifact ở trong cái measurement. Thì với những cái tín hiệu đấy thì bọn mình sử dụng những cái control, những cái sample mà nó tức là những cái cùng một cái loại vật liệu, nhưng mình sẽ không, nó không phải là piezoelectric chẳng hạn, hoặc là mình sẽ set up những cái electronic mà nó có thể cancel out, nó có thể giúp mình loại bỏ được những cái tín hiệu nhiễu, những cái noises mà từ những cái nhịp tim hoặc là những cái thứ khác ở trong cơ thể. Dạ, cảm ơn câu trả lời của anh Thành. Còn câu trả lời thứ hai cũng còn câu hỏi thứ hai cũng đơn giản. Thì anh Thành có so sánh cái PLA của anh Thành làm với cái vật liệu ví dụ như piezoelectric ceramic. Thì mình cũng không có làm về những vật liệu này, thì chỉ có câu hỏi đơn giản là những cái nhược điểm ví dụ như của PLA so với cái vật liệu ceramic thông thường là có cái nhược điểm gì? Yeah, rõ ràng câu hỏi rất là hay. Thực ra là luôn luôn có nhược điểm ở trong kỹ thuật ấy, ở trong engineering ấy, thì thực ra một cái thiết bị nó không thể làm tất cả mọi thứ được, một cái vật liệu nó không thể work for everything được. Nó luôn luôn có những cái pros and cons, nó luôn luôn có nhược điểm và ưu điểm. Thì cái nhược điểm của PLA đấy là đó là nó không phải là một cái, nó không thể có cái tính chất áp điện mạnh bằng các cái loại gốm áp điện bình thường, ví dụ như PCT chẳng hạn, nó không thể mạnh được như vậy. Nhưng mà cái nhược điểm đấy nó bị nó rất là minor, nó rất là nhỏ so với các cái ưu điểm của nó đối với các cái lĩnh vực về ứng dụng cho cấy ghép hoặc là y sinh. Bởi vì PLA nó là synthetic polymer, nó rất là biocompatible, nó rất là hợp với cơ thể, nó có thể cấy ghép, mọi người sử dụng nó rất là nhiều cho các cái chế tự tiêu, cho những cái implanted device. Chính vì thế nên là khi mà mình thiết kế design nó thì rõ ràng là nó sẽ không có cái tính áp điện mạnh bằng PCT, nhưng nó vẫn work, nó vẫn có thể cho mình được những cái signal mình có thể measure được, và đồng thời là cái tính tương thích về mặt sinh học, cái tính khả năng có thể tự tiêu được, đấy là một cái big point mà rõ ràng là với cái vật liệu gốm áp điện thì nó sẽ không có được, và chính vì thế nên là mình rất là interested in using cái vật liệu này. Cảm ơn anh Thành. Mình xin kết thúc câu hỏi ở đây. Vâng, cảm ơn anh Phát. Thì có bạn Tuấn Thanh Nguyễn hình như là có muốn có thêm một câu hỏi nữa, muốn hỏi tiến sĩ Nguyễn Đức Thành. Mình sẽ unmute mời bạn Tuấn. Alo. Dạ, alo ạ. Ừ. Dạ, em có thêm một câu hỏi về cái transducer. Em thắc mắc là khi mà cái transducer nó đi vào cái quá trình mà degrade thì lúc đấy cái ultrasound nó sẽ generate, nó còn hiệu quả cho cái việc mà cái PPP không ạ? Với lại nếu mà khi mà nó không có degrade hoàn toàn mà mình vẫn tiếp tục muốn xài cái function đấy, mình implant thêm một cái ultrasound vào thì cái nó sẽ ảnh hưởng thế nào đối với PPP ạ? Câu hỏi thứ nhất của em là giống như câu hỏi về cái lifetime của cái sensor đúng không? Tức là bao lâu thì nó sẽ tín hiệu nó sẽ bị ấy đúng không? Thì để trả lời
sẽ không còn nữa, đúng không? Thì để trả lời câu hỏi thứ nhất thì cái again tức là bọn mình ấy thì là lab ấy, thì sẽ sử dụng một cái loại vật liệu để mà encapsulate cái sensor này, và cái loại vật liệu ấy nó cũng là tự phân hủy được, và mình sẽ control cái vật liệu đấy, mình sẽ control cái thickness, control cái độ dày, hay là control cái loại vật liệu đấy để mình có được những cái lifetime mà mình muốn. Ví dụ như mình muốn nó hoạt động trong vòng 1 tháng chẳng hạn, thì mình sẽ tạo nên một cái encapsulation mà nó có thể degrade trong vòng 1 tháng. Thì thực ra câu hỏi của bạn nó rất là hay, bởi vì khi mà cái encapsulation nó degrade ấy, thì nó sẽ càng ngày nó càng mỏng, đúng không ạ? Thì càng ngày nó càng mỏng ấy, thì thực ra nó cũng thay đổi một ít cái tín hiệu siêu âm, sóng siêu âm, bởi vì cái sóng siêu âm nó là sóng cơ học, nó phụ thuộc vào cái độ rung của con chip. Và khi mà cái con chip ấy nó càng ngày nó càng mỏng ấy, thì nó thay đổi về mặt cơ học, cơ tính. Thì khi mà nó thay đổi như vậy thì cái sóng siêu âm nó sẽ thay đổi. Nhưng mà thực ra nó thay đổi theo chiều hướng tích cực, đấy là nó thay đổi không nhiều lắm, bởi vì cái encapsulation nó cũng rất là mỏng thôi. Cho nên khi nó degrade, khi mà nó phân hủy thì nó cũng chỉ thay đổi một chút thôi. Nhưng mà khi mà nó càng ngày càng mỏng ấy, thì thực ra nó làm cho con chip nó càng ngày nó càng mất vật liệu, nó sẽ càng nhẹ hơn, và chính vì thế nên nó rung mạnh hơn. Và cái sóng siêu âm nó sẽ tăng lên một chút, nó chỉ một chút thôi, nó không nhiều lắm. Cho nên là nó vẫn có khả năng để mở được cái PBBB, và đồng thời nó cũng không gây tổn hại đến não. Yeah. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai của Tuấn, câu hỏi thứ hai là gì nhỉ? Có thể remind mình được không? Dạ, em không biết là khi mà cái function nó không sắc mình có rồi. Khi nó là degrade rồi, nhưng mà khi nó không degrade hoàn toàn mà mình add thêm một cái condenser vào nữa thì nó có ảnh hưởng đến cái PBB, nó có tiêu cực nào nữa. Câu hỏi của em là nếu mà trong lúc nó chưa phân hủy hoàn toàn mà em cho thêm vào một cái đầu dò, một cái đầu phát sóng siêu âm nữa, một cái transducer nữa, thì nó có ảnh hưởng đến PBB hay không á, đúng không? Dạ vâng ạ. Thứ nhất là anh nghĩ là thứ nhất là trước khi trả lời câu hỏi, thứ nhất mình phải hỏi là vì sao mình sẽ phải đưa vào thêm một cái đầu, một cái transducer để làm gì anh? À? Bởi vì cái mục đích là mình sẽ dùng một cái transducer để mình open cái PBB và mình có thể control được cái lifetime, mình có thể control được cái thời gian mà nó work để mà mình có thể mở được cái BBB và có thể đưa thuốc vào trong não, và sau đấy mình chỉ để nó phân hủy và nó sẽ tự tiêu thôi, chứ mình sẽ không muốn làm thêm một lần phẫu thuật nào nữa hết để mà đưa bất cứ thứ gì vào cũng như là lấy bất cứ thứ gì ra khỏi não. Thì đấy là cái idea, đấy là cái application. Anh không biết anh có trả lời câu hỏi của em không, nhưng mà ý anh tức là cái nó sẽ không make sense để mà mình đưa một cái second transducer vào trong bộ não. Ok, bạn Tuấn đã học, còn câu hỏi nào nữa không ạ? Xong rồi đúng không ạ? Thì tiếp theo thì có bạn Quang Trần cũng muốn đặt câu hỏi, thì mình vừa unmute cho bạn Quang Trần xong, xin mời bạn. Em chào anh Thành. Em okay. em Quang, em làm bên mảng ultrasound cho bên UFI. Em hiện tại thì em đang làm bên detector dùng QUS cho cái liver cell của anh. Thì chắc anh biết là cái liver cell thì nó rất là nhỏ, nó kích thước nó khoảng có thể là nano hay micron gì đó. Thì liver cell. Nano. Thì đó là bắt buộc nên tụi em là trong phòng thí nghiệm là bắt buộc phải dùng cái very high frequency like megahertz. Thì em không biết là cái sensor của anh về mà cái transducer nó có thể generate cái up to like megahertz hay không? Bọn anh có thể go up đến vài megahertz. Thật ra cái BBBB
opening application mà anh vừa mới present ấy, là bọn anh sử dụng megahertz frequency, tức là tần số ở megahertz. Có nó có up to là cái range của em là từ 16 cho tới 110 megahertz. Thì anh có thể go up to 110 không? Anh nghĩ là có, bọn anh chỉ không có cái tại vì bọn anh không có cái generator mà nó có thể ứng dụng những cái điện áp ở cái tần số đến mức cao như vậy thôi. Chỉ còn với các cái test thông thường ấy, thì hầu như là cái phổ frequency nó rất là rộng. Nó thể go từ few hertz đến megahertz rất là bình, tức là bình rất là dễ. Thì nó chỉ bọn anh chỉ phải characterize nó bởi vì là với các cái vật liệu khác nhau, với cái form, các cái hình dạng khác nhau, nó có những cái tần số cộng hưởng khác nhau, và một vài cái tần số nó cho ra tín hiệu rất là mạnh, một vài cái tần số nó sẽ không cho ra tín hiệu mạnh. Thì với megahertz thì bọn anh đã làm rồi thì bọn anh vẫn thấy được, nhưng mà bọn anh chỉ làm một cái tầm vài megahertz, bọn anh chưa go up đến vài trăm megahertz thì bọn anh chưa làm cái. Bọn anh nghĩ là sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì nó rất là interesting để có thể apply cho cái mảng của research của em. Nếu mà em interested thì em có thể email anh về những cái gì mà em cần thì mình sẽ cho trao đổi thêm về email. Em cảm ơn anh. Câu hỏi thứ hai của em là giả sử anh nói về cái transducer của anh nó có thể mở cái BBB, thì theo em được biết đó, thì để mở cái BBB đó, thì hiện tại thì trong cái knowledge của em đó, thì em biết là người ta dùng focus ultrasound để người ta focus vô cái van đó và cái thành đó để người ta generate một cái áp lực đủ để người ta mở cái BBB đó cho máu, cho cái thuốc nó có thể thấm vô như anh nói. Đúng rồi. Thì cái transducer của anh, em không biết là cái power nó đủ như là focus ultrasound, because em biết là focus ultrasound là dùng rất là high power. Thì cái transducer của anh cũng có thể generate the same power giống như là người ta mấy những cái commercial bây giờ người ta làm ha. Câu hỏi rất là hay. Thì để giới thiệu cho các bạn khác biết luôn, đấy là ngoài cái việc là implant cấy ghép một cái đầu phát sóng siêu âm vào trong não, thì thực ra ở medical hospital ấy, ở những cái bệnh viện thì người ta cũng có thể sử dụng những cái đầu phát sóng siêu âm ở bên ngoài não, người ta có thể đặt nó xung quanh não, một cái đầu phát sóng siêu âm, và người ta có thể focus cái sóng siêu âm đấy vào trong một cái vùng đặc biệt đấy của não, và sử dụng rất là high power để mà làm cái việc đấy. So, nó có thể khả năng sử dụng cái sóng siêu âm để có thể diệt cả tế bào ung thư nữa. Thì với cái ứng dụng đấy thì nó vừa có mặt lợi vừa có mặt hại. Giống như em nói là nó sử dụng rất là high power, đúng không? Cái lý do vì sao nó sử dụng high power bởi vì nó phải penetrate vào trong cái não, nó phải đi xuyên qua một cái skull bone, nó phải đi xuyên qua cái phần xương sọ, và chính vì thế nên nó sử dụng rất là năng lượng rất là lớn. Và đa phần là cái năng lượng này nó sẽ bị absorbed, nó sẽ bị hấp thụ bởi các cái skull bone, hay là bởi muscle, hay là bởi skin, và nó tạo nên heat effect. Thì cái đấy thì là nó là một cái side effect mọi người không muốn đó, và cái pressure thực sự mà nó induce ở bên trong não ấy, nó nhỏ hơn rất là nhiều so với cái pressure mà nó induce ở bên ngoài não. Thì lab của anh với cái implant ultrasound ấy, thì bọn anh generate cái pressure ở trong não là sắp xỉ gần bằng cái ultrasound bên ngoài mà mọi người hay dùng, đó là tầm 0.3 megapascal nếu mà anh nhớ không lầm. 0.3 megapascal nếu anh nhớ không lầm. Thì anh có publish cái data đấy ở trong PNAS 2020, em có thể đọc. Nhưng mà cái advantage của cái implant ultrasound so với cái outside ultrasound ấy, đấy là cái outside ultrasound em phải sử dụng rất là nhiều cái thứ khác, ví dụ như là MRI, magnetic resonance imaging, để mà guide cái ultrasound đấy, để mà giúp cho bác sĩ có thể focus được cái ultrasound vào trong một cái điểm rất là cụ thể ở trong não.
Và với BBBB em phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần cái stimulation để mà nó có thể mở cái BBB again, again and again, để mà nó có thể deliver drug vào trong cái BBB lặp đi lặp lại được. Và với cái outside ultrasound khi mà em làm như vậy nó rất là khó, bởi vì khi mà em muốn lặp đi lặp lại mở opening cái BBB thì em phải again em phải có MRI để mà guide cái ultrasound, để mà focus nó, để mà tune nó. Và mỗi lần như vậy hầu như nó rất là kỳ công, nó mất hầu như một ngày để cho các kỹ thuật viên phải tune các cái ultrasound element để cho nó focus vào trong một cái điểm, một cái correct spot in the brain. Và đấy là cái ưu điểm của implanted device. Đấy là vì sao mà cái lý do mà cái SonoCloud, cái device mà anh show trước đấy, nó được commercially available now, bởi vì là nó attract rất là nhiều interest, bởi vì nó implanted. Và bởi vì implanted thì nó fix tại một cái location và nó có thể lặp đi lặp lại mở được cái opening cái BBB và nó giúp đưa thuốc rất là hiệu quả vào trong nó. Nhưng mà em nghĩ là giống như là anh biết là ultrasound nhiều khi nó cũng có gọi là focus point của nó. Tại vì nên giả sử như là anh implant ở một location nào trên brain thì nó chỉ là locally ở vùng đó thôi. Giả sử như anh có cái left and then side lobe thì anh phải implant nhiều chỗ thì nó maybe nó mới mở một cái chỗ nào đó gần đó, chứ nó không thể nào mà nó ấy được. Nên em thì em chỉ nói lên cái quan điểm của em là nó cũng hurt đó, tại vì somehow là anh implant vô đó anh phải có connected với lại cái power bên ngoài, thì anh có wire, I know that wire gonna be like cell destroy, nhưng mà nó vẫn có wire, rất rất là khó để anh có thể giống như là phẫu thuật and do surgery and put everywhere like experiment is hard and yeah, thì đó là em nghĩ như thế. Không, thực ra đấy là một cái suy nghĩ đúng, bởi vì nó vẫn là implant, nhưng mà cái thiết bị, nhưng mà cái implant nó đã được well, tức là không phải well established mà nó được established bởi cái thiết bị SonoCloud giống như anh chỉ cho em, đó là 2016 khi mà cái paper published in Science Translational Medicine, thì cái transducer đấy là một cái implanted ultrasound device. Và hiện nay giống như anh nói, nó attract rất là nhiều interest bởi vì nó rất là beneficial, và cái cách mà người ta implant ấy cũng rất là đơn giản, chứ nó không phải là quá phức tạp. Thực ra nó vẫn nằm ở trên não, nó vẫn là nằm ở trên skull bone thôi, nó vẫn không ở trong não, và chính vì thế nó avoid được rất là nhiều các cái invasiveness to the brain. Còn em nói đúng, đấy là cái thì bọn anh chỉ adapt cái surgery mà người ta đã làm rồi để mà dùng cho cái sensor của bọn anh thôi. Còn em nói đúng, đó là cái phần mà focus ấy, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái application của em. Nếu giả sử một cái bệnh nhân bị ung thư não chẳng hạn, mà cái cancer tissue nó đã invade, nó đã tức là distributed mọi nơi ở trong não chẳng hạn, thì em cần một cái ultrasound mà nó có thể phát ra những cái sóng siêu âm hầu như là bao trùm nguyên cả một bộ não, đúng không? Thì lúc đấy thay vì one patch, thay vì one element, thì có thể là mình phải cần nguyên một cái patch rất là lớn để mà mình có thể phát ra một cái sóng siêu âm nó có thể đủ distributed overly cả một cái bộ não như vậy. Nhưng nếu mà em tưởng tượng giống như solid tumor chẳng hạn, nó có những cái brain tumor mà nó sẽ localize, nó chỉ có ở một cái vị trí thôi, nó chỉ mới có một vị trí thôi, thì bác sĩ thường sẽ mở open brain, sẽ nói chung remove cái tumor đấy, nhưng mà rõ ràng vẫn còn cái residual tumor ở chỗ surgery đấy, thì mình có thể implant một cái sensor, một cái device nhỏ, và mình có thể calibrate nó để có thể làm thế nào để nó có thể focus cái energy vào trong, vào cái chỗ mà mình cần phải remove cái residual cancer tissue đấy thôi. Thì nó sẽ tùy vào cái ứng dụng và tùy vào cái trạng thái của người bệnh nhân, thì mình có thể thiết kế được cái device ở những cái form khác nhau để nó có thể cho mình cái ứng dụng tốt nhất. Thì mình có thể calibrate được, thì mình vẫn có thể làm được. Nè, em không biết là em có thời gian để cho một câu hỏi nhỏ cuối cùng mà anh Sơn. Ok, mời em hỏi nốt đi. Cái chủ đề cuối cùng của anh về cái vaccine mà bỏ vô cơ thể,
em thấy rất là thú vị, nhưng mà xuyên suốt cái quá trình đó em có một câu thắc mắc, đó là nếu như mà anh injection lần một thì em có thể hiểu là nó sẽ distribute cho máu và đến những cái chỗ toàn cơ thể, thì em không hiểu là khi mà cái liều thứ hai và cái liều thứ ba nó sẽ tồn tại trong cơ thể thì nó vẫn circulate trong cơ thể đúng không anh? Nó vẫn theo số, nó đi vòng trong cơ thể đúng không? Cái idea là em sẽ có một loạt các cái particles ở bên trong da, và các cái particle này sẽ có một vài cái particles nó sẽ release cái vaccine ở đầu first, và một vài cái particles nó sẽ release cái vaccine một tháng sau đấy, hoặc là một vài các particle nó sẽ release vaccine hai tháng sau đấy. Thì cái nó vẫn là trong cơ thể thôi, nhưng mà cái vaccine này nó nằm trong một cái viên thuốc hoặc là một cái microneedles mà nó được bao bọc bởi cái vật liệu chế tự tiêu. Em hiểu cái đó thì nên em có câu hỏi là giả sử như là cái đó nó đi làm sao mà nó khi mà nó tồn tại trong cơ thể thì nó qua gan, thì gan mình là có chức năng nó là nó sẽ lọc và nó sẽ chuyển hóa tất cả những cái đó thành một cái chất khác trong cơ thể, thì những cái viên đó nó có đi vô những cái mô gan đấy. Anh hiểu em? Right. So cái này không phải cái những cái viên đấy nó ở kích thước micro và nó sẽ stay, nó sẽ ở trong skin, nó sẽ trong skin muscle. It's not, nó sẽ không thể penetrate vào trong máu được vì nó rất là lớn. Cho nên nó sẽ không giống như là nanoparticle thì em có thể inject nó vào, em có thể đưa IV, em có thể inject vào trong mạch máu, và từ mạch máu thì nó bị sàng lọc bởi liver, bởi kidneys, bởi cái quá trình metabolism đấy. Nhưng mà với cái micro needles hay là micro particles mà anh làm ấy, thì nó sẽ stay ở skin, và khi mà nó degrade ấy, thì cái vaccine nó sẽ come out và các cái tế bào miễn dịch immune cells nó sẽ attack, và nó sẽ từ cái tế bào miễn dịch thì nó sẽ trigger cái antibody ở trong máu. Thì nó khác cái mechanism, nó không phải là cái microparticle hay là microneedle nó sẽ đi vào trong máu mà nó chỉ stay ở skin thôi. Okay, yeah. Very interesting. Em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn. Good questions. Yeah. Em kết thúc câu hỏi của em. Em cảm ơn anh Sơn với anh. Okay, cảm ơn em, bye em. Tiếp theo Thành nó có bạn Phạm Tú Phạm ấy, lúc nãy bạn ấy có hỏi rồi, bây giờ bạn ấy muốn hỏi thêm một câu nữa. Mời bạn Tú Phạm. Dạ em cảm ơn anh Thành và anh Sơn ạ. Dạ em chỉ có một câu hỏi nhỏ nữa thôi anh Thành ạ. Tại vì em làm PhD về chitosan polyampholide, nhưng mà hiện tại thì em chưa làm vào trong lĩnh vực của bên medical, nhưng mà em có biết là cái chitosan polyampholide nó được ứng dụng rất là nhiều ở trong cái lĩnh vực tissue engineering as well. Cho nên em muốn hỏi là nếu như mà em muốn phát triển cái chitosan polyampholide mà em synthesis ra, mà em modify ra thì như là một cái vật liệu áp điện, thì anh Thành nghĩ là cái advantage và disadvantage của cái vật liệu chitosan polyampholide có thể là gì vậy anh Thành? Dạ em cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Đối với bất kỳ một cái vật liệu mới nào, thực ra có rất nhiều các cái vật liệu khác nhau, thì anh thì anh biết chitosan, thì đó là một cái biomaterial nó tương đối là tương thích, nhưng mà khi mà em modify nó, em adding những cái thành phần hóa học khác ấy, thì nó trở thành một cái vật liệu mới. Và đối với bất kỳ một cái vật liệu mới nào ấy, thì khi mà em muốn ứng dụng nó cho biomaterial, cho implant ấy, thì cái câu hỏi đầu tiên là nó có safe hay không. Thì cái đấy cần phải có nghiên cứu, phải có test, phải có experiment. Câu hỏi thứ hai của em là về cái tính chất áp điện ấy, thì chitosan về mặt cấu trúc hóa học ấy, chemical structure của nó, thì nó có khả năng tạo nên cái tính chất áp điện tương tự như PLI, bởi vì nó vẫn có cái structure tương đối là giống. Nhưng mà cái how much, tức là cái tính chất áp điện đấy nó nhiều như thế nào, hay là nó ít, hay là nó chỉ sơ sơ thôi, thì cái đấy phải có test và phải có modeling, phải có nghiên cứu rất là kỹ. Thì cái đấy anh không thể biết được, cái đấy cần phải có nghiên cứu. Ok, cảm ơn bạn Tú Phạm. Thì tiếp theo thì có
Bạn Úc Đông Thạch cũng có câu hỏi, muốn đặt câu hỏi cho diễn giả. Vâng ạ, xin mời bạn Úc Đông Thạch. Alo, dạ, em chào anh Sơn, chào anh Thành. Trong quá trình anh trình bày thì em có thắc mắc đó là làm sao kiểm soát được cái trạng thái kết tinh của PLA để mình tạo ra được cái vật liệu mà nó có khả năng áp điện. Yeah, câu hỏi rất là hay. Thực ra để mà tạo nên sự sự tức là em là tinh thể đúng không? Cái mức độ tinh thể không? Thì để mà tạo nên các cái mức độ tinh thể khác nhau ấy, thì em phải anew, tức là em phải sử dụng nhiệt, em phải nung nó lên để sử dụng các cái em phải nung nó lên và nguội, làm nguội rất là từ từ để sau để cho những cái molecule, những cái polymer chain nó có khả năng nó tự organize và nó shape lại thành những cái cấu trúc rất là ngay ngắn. Đấy là những cấu trúc tinh thể. Thì đơn giản chỉ là nung nó lên thôi. Và để align nó thì em phải stretch nó, em phải mechanically stretch nó. Bọn em có thể sử dụng các cái chemical processing nhưng mà bọn avoid nó vì bọn không muốn có thêm bất cứ một cái loại hóa chất hay là bất cứ một cái thứ gì nó gây ra gọi là cái nó mất đi cái tương thích về mặt sinh học, nên bọn anh chỉ stretch nó thôi. Cái thiết bị nó thì nó nung lên thì chỉ cần là nung hay là gia nhiệt theo chương trình gì đó thôi đúng không anh? Có phức tạp không? Chắc em sẽ đọc bài báo để xem kỹ hơn. Bọn anh publish tương đối là rõ ràng ở trong đấy. Thì thực ra nó cũng chỉ là bình thường thôi, nó chỉ nung bình thường thôi, oven. Đấy, thì từ đó thì em cũng tại vì anh làm BLA rất là nhiều rồi thì cũng giống câu hỏi của bạn Tú Phạm đó là mình có nghĩ là mình sẽ mở rộng ra cho những cái loại vật liệu phân hủy sinh học khác từ tự nhiên, cytosan, cellulose hoặc là những cái vật liệu tổng hợp khác đó hả? Sẽ có nhưng mà giống như anh nói, mỗi lần mà em làm một loại vật liệu mới thì nó rất là nhiều các cái concerns, rất nhiều các cái câu hỏi đầu tiên nữa là nó có safe hay không, vậy câu hỏi đấy cần phải test rất là nhiều trên cơ thể, trên chuột, trên ấy, thì cái đấy là cái đầu tiên mà anh concern. PLA thì đã well known là nó rất là safe vào trên chính vì thế bọn anh sử dụng nó như một cái platform cho các cái ứng dụng về cái ghép. Em xin hết, cảm ơn Thành. Cảm ơn. Các bạn là mình cũng đã cái seminar của mình cũng gần 2 tiếng rồi thì mình xin dành khoảng 5 phút nữa thôi, khoảng 1-2 câu hỏi gì đấy nữa cho diễn giả. Thì tiếp theo thì mình sẽ mời bạn Võ Khoa Bùi đặt câu hỏi ạ. Dạ em chào anh Sơn, chào anh Thành ạ. Thì em xin hỏi là hồi nãy em có coi đến cái phần mà thiết kế về cái PLA transducer và actuator của mình. Thì em có một câu nhỏ hay là khi mình thiết kế cái vật liệu cái transducer đó thì electrode của mình có cần phải được thiết kế được sử dụng bằng cái vật liệu có tính chất biodegradable không ạ? Và nếu có phải thì có thể aerogel hoặc là cái loại gel từ BOA để làm electrode cho cái transducer của mình. Câu hỏi thứ hai của em anh không nghe rõ, nhưng câu hỏi thứ nhất của em thì câu trả lời là yes, tức là anh phải dùng một cái vật liệu kim loại mà nó có khả năng biodegradable và nó safe và nó phải an toàn với cơ thể. Câu hỏi thứ hai của em là gì, anh không nghe rõ. Câu hỏi thứ hai là mình có thể sử dụng các loại ionic polymer gel hoặc là ionic gel để làm cái electrode đó không ạ? Right. Thì giống như anh nói là anh chỉ sử dụng magnesium và molybdenum để mà làm electrode. Cái vật liệu đấy thì người ta đã dùng rất là nhiều, ví dụ như magnesium thì người ta đã dùng để làm stent, để làm cái vật liệu để làm cái ghép vào trong các cái mạch máu hoặc để làm cho tim để mà tránh stroke. Thì cái đấy nó tương thích và nó đã được chứng minh là nó rất là safe thì anh dùng magnesium. Nhưng mà các cái ionic polymer thì nó bởi vì nó là synthetic ionic polymer thì anh hạn chế, hầu như là anh không dùng những cái loại vật liệu đó vì nó có khả năng là nó sẽ không safe cho cơ thể. Và chính vì thế nên là bọn anh rất là ít và hầu như là không dùng các ionic polymer. Em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Ok, các bạn còn câu hỏi nào nữa không ạ? Thế thì nếu như mà các bạn không còn câu hỏi nào nữa thì mình xin phép hỏi Thành một câu, thật ra là mình cũng đợi từ đầu buổi bắt một cái câu hỏi thật ra nó không liên quan lắm. Sure, không, yeah. không
liên quan cụ thể lắm đến cái bài slide của Thành. Mình muốn hỏi một cái là theo mình biết là ngày xưa Thành là học, khi mà học ở Việt Nam là cũng theo cơ khí đúng không, ngành cơ khí đấy, thì sau này chuyển qua bên Mỹ thì lại học về y khoa, và những cái kiến thức về y khoa thì mình thấy Thành biết rất là rộng và nhiều cái cũng rất là sâu. Thì Thành có cái chia sẻ nào ngắn gọn thôi, là tức là làm cách nào mình có thể cũng gần như là dạng là chuyển ngành đấy mà mình có thể phát triển được như vậy. Ở đây cũng có rất là nhiều bạn sinh viên trẻ, thì chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của mình hay không? Thực ra thì câu hỏi rất là hay. Thực ra mình rất muốn chia sẻ với các bạn đó là thực ra hồi xưa mình học ở Việt Nam chủ yếu là về vật lý. Giống như mình với Sơn học cùng với nhau ở Lê Quý Đôn là cũng là chuyên lý. Mình cũng đi thi lý quốc gia, nhưng mà thực ra là cái khi mà mình học bách khoa thì thực ra cũng rất là nhiều về vật lý. Đến lúc mà mình bắt đầu học ở Princeton thì là về cơ khí, thì mình vẫn không hề biết gì về y và sinh học hết. Nhưng mà mình thì lúc nào cũng cái drive, cái motivation của mình lúc nào cũng là muốn làm một cái gì đấy mà nó có một cái big impact, một cái ảnh hưởng rất là lớn đến cho cuộc sống và có thể giúp được mọi người xung quanh. Thì khi mà mình bắt đầu làm về engineering, làm về vật liệu thì mình mới thấy được là thực ra có một cái gap, có một cái gap rất là lớn, một cái khoảng cách rất là lớn giữa engineering, giữa vật liệu với lại giữa engineering, vật liệu và medicine. Và cái gap đấy nó cần rất là nhiều những cái chuyên gia, những cái specialist mà nó có chuyên sâu, có những kiến thức rất là rộng về các cái lĩnh vực khác nhau. Thì mình thấy được là cái đấy có thể là một thứ mà mình có thể làm được, mình có thể tạo được một cái big impact, một cái gì đấy ảnh hưởng rất là lớn bằng cách là sử dụng những cái kiến thức của mình về vật lý, về engineering và cả về vật liệu để mà sử dụng cho y học. Thì ở Mỹ để mà làm những cái lĩnh vực đa ngành ấy, nó rất là được khuyến khích, bởi vì thực sự như các bạn thấy là làm ra một cái device, một cái ứng dụng, một cái application ấy, nó đòi hỏi rất là nhiều các cái kiến thức khác nhau. Và ở Mỹ thì hầu như những cái giáo sư, những cái professor mà làm về engineering thì người ta có kiến thức rất là rộng, bởi vì nếu không có ấy, thì rất là khó để mà come up được với những cái projects, những cái idea mà nó có tạo những big impact và để có thể lấy được funding, để có thể recruit students và để có thể survive được ở cái môi trường rất là khắc nghiệt của academia ở Mỹ. Thì có lẽ là mình nghĩ cái yếu tố lớn nhất đó vẫn là cái driving force, cái motivation của mình, đó là mình vẫn muốn làm một cái gì đấy cho cơ thể, vẫn có thể dùng nó cho y học sinh học. Và thực sự là mình giống như Sơn nói, mình học vật lý hồi xưa mình rất là về sinh học, có thể mình không biết một thứ gì hết, rất là sợ môn sinh học, rất là sợ luôn. Nhưng mà có lẽ là bởi vì cái cách mà người Việt Nam mình dạy sinh học rất là khác, nó làm cho mình cảm thấy sợ, bởi vì mình cần phải nhớ rất là nhiều thứ nhưng mình không hiểu được. Và khi mà mình hiểu được thì thực ra những cái vấn đề nó trở nên rất là cơ bản, nó trở nên rất là dễ, và nó làm mình thích thú hơn, và mình thấy được cái big impact của nó. Thì bắt đầu từ lúc đấy mình có bắt đầu học và bắt đầu learn rất là nhiều. Và đến hiện tại vẫn thời điểm bây giờ thì mình vẫn đang ở trong cái quá trình gọi là learn rất là nhiều thứ trong sinh học và y học, và mọi người vẫn chưa biết hết được. Và đấy là cái điều rất là interesting. Và có lẽ là ở Mỹ là cái môi trường rất là tốt để mà làm những cái thứ đấy, tức là bạn có thể làm bất cứ thứ gì. Và khi bạn học PhD rồi thì cái biên giới giữa các cái ngành nó rất là mờ, nó sẽ không còn biên giới nữa. Làm lý thuyết vẫn có thể làm thực hành được, làm thực hành vẫn có thể làm lý thuyết được, và làm vật liệu vẫn có thể làm y học được, vẫn có thể làm sinh học được, làm tất cả những thứ khác được. Và đấy là cái mà lab của mình hiện tại là đang làm. Câu hỏi rất là hay, cảm ơn Sơn. Vâng, cảm ơn cái chia sẻ rất là tâm huyết của Thành. Thì mình nghĩ là sẽ rất có ích cho các cái bạn sinh viên. Cũng như là mình thay mặt cho IVMnet thì mình xin chân thành cảm ơn Thành một lần nữa là đã dành thời gian, mặc dù rất là bận rộn, nhưng mà cũng đã dành cái thời gian quý báu để mà có cái bài phát biểu cho diễn đàn IVMnet hôm nay. Một cái bài phát biểu rất là hay, rất là bổ ích. Mình cũng thay mặt IBMnet thì cũng xin lỗi Thành có một cái đoạn trục trặc nhỏ ở trong giữa buổi trình. Thì không sao, no problem. Thì
Một lần nữa thì thay mặt EVNet thì mình xin gửi đến Thành lời cảm ơn chân thành và chúc Thành sẽ có những cái thành công hơn nữa ở trong cái quá trình, trong cái sự nghiệp nghiên cứu sắp tới, đóng góp được nhiều hơn cho y học và cho nhân loại. Cảm ơn Sơn, cảm ơn ai Materials VietnamNet và cảm ơn các bạn rất nhiều câu hỏi hay. Rất vui lần đầu tiên mình present bằng tiếng Việt, hy vọng là nó không quá là là bad. Ok rồi, cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn Thành. Và